Vâng, xin chào bạn Dương Quá, xin chào anh Nguyễn Đình Châu, xin chào bạn Nguyễn Trung Thủy, xin chào bạn Phát Anh, xin chào bạn Phạm Tuấn Kẽm, xin chào bạn Hùng Thiên, xin chào bạn Trần Trung Thành, Trần Thanh Tùng, xin chào bạn Trần Thanh Tùng, xin chào bạn Quang Việt, xin chào bạn Trần Duy Tuấn nha, xin chào tất cả anh em nha. Vâng, xin chào bạn Đức Nguyễn, xin chào bạn Giang ATC nhá. Vâng, xin chào bạn Trần Anh Trúc nhá, xin chào bạn Hảo Vy nhá. Chiến đấu anh em nhá, hôm nay đó là cái phần leo danh cuối cùng của cái chuyên đề đi trước quá cùng pháo và đi sau bình phong mã lưỡng đầu xà anh em nhá. Làm lễ tốt nghiệp cái danh mà quá đi tiên quá cùng pháo và đi sau bình phong mã lưỡng đầu xà, bước đi vững vàng ở 9.3 anh em nhá. Vâng, xin chào bạn Dương Nguyễn, xin chào bạn Tiến Linh nhá, chiến anh em nhá, xúc phong. Chúng tôi đã kỳ lạ, gặp game 1.2 thì ghê quá nhở. Em 1.2 này tự nhiên là 9.3 ở đâu ra gặp game 1.2. Căng quá nhở. Thì chúng tôi lại với coi như là pháo đầu chữa bách bệnh anh em nhở. Chúng tôi lại pháo đầu chữa bách bệnh anh em. Game đều anh em. Game đều. Tìm đều anh em. Tìm đều. Tìm đều. Đấy, các bạn, pháo đầu chữa bách bệnh. Đã tề lắm anh em. Đã tề lắm anh em. Đã tề lắm. Xúc phong. Chúng tôi đánh cờ cực kỳ khoa học luôn anh em. À, lễ ra trường các bạn. Đấy chung. Lễ tốt nghiệp đấy. Quá cung pháo này. Đi hậu bình phong mã lưỡng đầu xà này. Pháo đầu chữa bách bệnh này, lễ tốt nghiệp có 9.3 anh em. Anh em, đúng không? Ôi ôi sương qua. Ôi ôi sương qua anh em ạ. Ôi ôi sương qua anh em ạ. Chúng tôi pháo đầu chữa bách bệnh đã tê lắm anh em ạ. À, uống cà phê uống say vào đoạn dược à, hay quá. Uống rượu không say, uống cà phê lại say đều quá. Thế đều anh em. Chúng tôi đánh cờ cực kỳ khoa học luôn. Vâng, xin chào bạn Hùng Vũ nhá. Xin chào bạn anh Phu Xe nhá. Phao anh lên đồi cao, nã vào đầu giặc Mỹ. Ai hắc hay quá anh em. Ai hắc hay. Cái nào 9.3 này cho anh đánh như 1.2 này chết không. Sợ quá anh em. Sợ quá. Sợ quá anh em ạ. Sợ quá anh em ạ. Sợ quá. Sợ quá anh em ạ. Sợ quá anh em ạ. Đôi bên cùng nhau bắn. Anh bắn em đau em khóc ầm cả lên. Kệ đôi đúng không? Ngựa chúng tôi cứ lên chúng tôi đá đúng không anh em? Ngựa chúng tôi cứ lao lên vụt vụt được không anh em nhỉ? Chúng tôi cứ lao lên vùn vụt mà đá nhưng chúng tôi sợ cái rề mà chúng tôi không đá. Chém tới đầu không được không anh em? Họ xuống đây, họ xuống đây là mình tiến cái con pháo này lên đây một nước, không cho không cho họ xuống đâu, đúng không anh em? Vòng ngựa về đây bắt tốt, chém vào đây họ mãn lên, mình chém vào thì họ xuống đây, xuống đây, xuống đây thì mình lên đây đúng không anh em? Đúng không anh em nhỉ? Đúng không? Bốp đây hay là ném ném sang bên này? À, ném sang bên này chưa được, vòng ngựa về đây bắt bắt pháo cũng chưa được. Đấy, cái chỗ này chúng ta phải khéo khéo một tí. Khéo khéo một tí không là hỏng đấy. Họ xuống cái tốt này thì mình lên đây mình bắt mã thôi đúng không?
Hay lên đây dình con mã trước đúng không? Lên đây dình con mã trước không cho xuống. Đúng không? Đứng này. À, uống sữa còn ăn cơm mà còn được được. Đấy, mình lên con sĩ thôi cho nó khỏe được không anh em, lên con sĩ cho nó khỏe. Đã đánh gì mình đâu đúng không, chưa đánh gì mình hết đúng không, chém đây thì tốt ăn vào hay là vòng ngựa về đây xem lên con sĩ nào, hay tôi không cần lên sĩ nữa, kệ cái để đây bổ đây thì ăn lên đúng không, chọc xuống đây, chọc xuống đây cùng lắm mình vụt con này đi. À, cái chỗ này đá hơi tê đấy anh em, vụt con này tốt ăn vào, chém con này tốt ăn vào hay tiến xe một nước, tiến xe đây, tiến xe đây được không, hoặc cái liệt sĩ đã đúng không, liệt sĩ đã tính liệt sĩ nào, sĩ này họ đưa thọc pháo đây cũng nguy hiểm cho phết đấy anh em nhỉ, đúng không, liệt sĩ bên này, liệt sĩ bên này. Vâng, xin chào bạn sửa TV Hà Nội nhá. Những cái này để đỡ con pháo này nó dòm tự bí này anh em. Căng quá anh em. Xúc phong! Ông thủ đánh cờ cực kỳ khoa học anh em. Pháo đầu chữa bách bệnh anh em nhá. Vâng, xin cảm ơn bạn sửa TV Hà Nội nhá. Chúc bạn một buổi chiều vui vẻ. Đôi bên cùng nhau bắn, anh bắn em đau em khóc ầm cả lên. Thế bây giờ mình vào đây mình túm con ngựa, túm con pháo được không, đúng không anh em, ăn con này đã làm gì mình đâu đúng không, túm ngay, chúng tôi túm ngay. Đi thế nào đâu, chúng tôi đang đánh nhau hay như này. À, xin chào anh em Nguyễn Văn Sĩ nhá. Chúc anh một buổi chiều vui vẻ nhá. À, tận Hồng Kông à? Anh chị anh tận Hồng Kông các bạn. Anh chị anh tận Hồng Kông đâm đây đã là gì thì mình đâu ăn đây thì mình ăn đây. À, ăn con này trước này. Ăn con này trước. Đúng không? Mình ăn sang thì họ mới đâm chiếu. À, đâm chiếu xong rồi vụt. Đã... Có được không nhỉ? Ăn con này trước hay là mình giật xe phá xe về đây trước? Đúng không? Không cho ăn, đúng không? Giật con xe về đây trước đã, đúng không? Không cho họ giật con xe về đây trước hợp lý hơn, họ đâu có đâm được cái gì mình chỗ này đâu, đúng không? Cứ thế này đã nhỉ? Họ vụt đây mình ăn sang, họ đâm chiếu mình về sĩ đánh cái gì, đúng không? Cha đánh cái gì chúng tôi ấy. Vâng, xin chào bạn Heo Ham Chơi nhá. Chúng tôi quánh khoa học cái này mà bạn Heo Ham Chơi mà dễ đi. Đi nào được. Chúng tôi ván này chúng tôi phải lĩnh anh em. Này, cái con xe này của chúng tôi đang chuẩn bị thọc xuống đây túm ngựa này anh em. À, anh em nhìn thấy chưa? Con xe này chúng tôi đang chuẩn bị thọc xuống đây túm ngựa đấy. Không cẩn thận chúng tôi quánh nằm ngay anh em. Chim gặp bác chào Mao, chào bác. Chim gặp cô Sơn Ca, chào cô. Ai hát hay quá anh em, ai hát hay quá. Một phút quảng cáo, Học viện Thăng Long Kỳ Đạo mùng 1 tháng 4 này tổ chức khai giảng một khóa mới. Nếu các bạn tham gia thì sẽ có những cái quyền lợi như sau. Thứ nhất, các bạn được tặng nick Thiên Thiên Thượng Kỳ miễn phí. Thứ hai, các bạn được tặng quyển Cẩm Nang Khai Trung Tàn thăng do Thăng Long Kỳ Đạo sản xuất. Thứ ba, các bạn được vào trang web hocco.vn để xem 500 clip và 8 chuyên đề rất hay. Thứ tư là các bạn được vào hai khóa học trước để xem các bài giảng của các thầy. Và thứ năm là các bạn học được 5 đường đao mới anh em nhé. Bạn nào muốn tập cờ nhanh tay đăng ký Zalo 0935356789 anh em nhé. Đấy, mình thúc cái con tốt này lên này. Thúc con tốt này lên để mình dùng con pháo mình vụt cái con ngựa đi. Nhìn con ngựa này ghét quá đúng không nhỉ. Thúc con tốt năm lên để đúng không? Anh em nhìn con ngựa này nhìn thấy ghét ghét ghê đúng không anh em. Anh em đúng không? Ghét ghê đúng không nhỉ?
vụt cái con ngựa đi, giải quyết con ngựa đi anh em. Cái con nào mà biết đánh nhau là chúng tôi phải sút, đúng không? Nhiệm vụ chúng tôi là con nào biết đánh nhau là chúng tôi phải sút. Có thế thôi, không nói nhiều. Anh em, chúng tôi không nói nhiều. Anh em nhá, sắp tới chúng ta ra những cái bài chiêu đánh pháo đồ trước bách bệnh cho anh em dễ đánh. Họ đi đâu chúng tôi cũng vào pháo đồ hết anh em. Đúng không? Pháo đồ trước bách bệnh đã hay lắm, lên tượng thúc tốt khởi mã quá cung pháo sĩ giặc pháo là chúng tôi vô pháo đồ chúng tôi sút hết. Thế mới đều anh em ạ. Đấy, bạn nào muốn tập cờ nhanh tay đăng ký Zalo 0935356789 anh em nhá. Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Sĩ đã ủng hộ huấn luyện viên 100k cà phê, quá tuyệt vời luôn. Chúc anh một buổi chiều vui vẻ nhá. Thế mình nhắn sang thôi, đúng không? Có cái gì đâu. Mình nhắn sang thôi. Mình nhắn sang thôi. Chiếu thì mình về Sĩ. Vâng, xin chào và đàn đỗ nhá. Chúng tôi đánh cờ cực kỳ khoa học anh em. Chúng tôi đánh cờ cực kỳ khoa học luôn. Đấy, chúng tôi vụt nốt con này là họ chả có cái gì đánh chúng tôi hết, đúng không? Đi tiền họ chả có cái gì đánh chúng tôi. À, hay ghê nhờ. Ăn có tốt đầu à. Bây giờ mình chém đây. Chém đây một cái. Ăn vô. Ăn có tốt đầu. Ăn con tốt đầu. Chém đây cái ăn tốt đầu. Chém đây một cái họ ăn tốt đầu đã làm gì mình chưa, đúng không? Mình lên xe đây mình giết tượng thôi, đúng không? Không làm gì hết, đúng không? Bụp bụp đi ăn ốp. Mình nếu mà chọc đây mình bắt đối tượng mình nhỉ? Đang tính nước chọc đây bắt đối tượng. Ăn đây một cái cho mã ăn sang xong rồi chọc đây bắt đối tượng. Chém vào tượng giữa. Hay thôi cứ lên đây lên tạm đây giữ tượng đã anh em, đúng không? Lên tạm đây giữ tượng đã anh em nhờ. Không vội không vội, chúng tôi lên tạm đây chúng tôi giữ con tượng đã anh em nhờ, đúng không? Chuẩn bị đâm chiếu bung tượng cái này là cờ ngon rồi, cờ ngon tuyết anh em, cờ ngon tuyết luôn. Đôi bên cùng nhau bắn, anh bắn em đau em khóc ẩm lên. À thì bạn nhắn tin cho tôi, bạn cái bạn Zalo với tôi thì bạn đặt trước. Chắc nữa tí nữa anh trả lời đây, bạn đặt trước nhé. Bạn cái bạn Zalo với tôi, bạn nhắn tin cho tôi cũng được, đăng ký qua tôi cũng được. Cái số điện thoại Zalo của tôi nó nằm ở 0989206582 đấy, bạn đặt trước nhé. Chắc anh Trung anh hôm qua anh xem đá bóng, hôm nay anh mệt anh ngủ. À, chấm chấm nước ai thì nó cũng ngang với Bình mà anh em. Trình độ kiện tướng quốc gia mà đánh kịch kim cũng được thần 1.2 mà. Bạn dẹt. Đúng không? Thần 1.2 thì nó cũng ngang với mình thôi mà. Nếu mà đánh kịch kim. Nếu cái gì ghê gớm đâu. Các bạn cứ coi trọng đối phương quá là các bạn chân tay các bạn run đánh tiết canh là các bạn. Một chốc là các bạn lại đi vào nồi hết. Anh em. Bị tâm lý là đi vào nồi hết. Vâng. Xin chào Văn Minh Nhật nhá. Đó, xuất xe à, xuất xe bây giờ mình xuất xe mình tiến đây có được không? Tiến đây bắt cục. Xuất xe mình ném đây bắt xe lại được không? Ném đây bắt xe lại. Đúng không? Ném đây bắt xe lại hay đúng không? Anh em. Ném đây bắt xe lại thì họ đi đâu? Họ mà ăn xe mình nhưng mình chiếu xuất ra mình vật pháo sang cái là tiền đi chùn lại anh em nhỉ, đúng không? Mã 7-9 chắc là phải vào đây mình sang có tốt mình quánh. Ôi trời ơi đẹp quá anh em. Ôi ôi chúng tôi sương quá. Chúng tôi sương quá anh em. Mưa phí như điên cuồng giữa cành đồng dưới cơn giông và trên lưng cong oanh nhưng vệt roi vẫn in hằn này hát hay quá nhỉ. Đấy đây là họ nộp rồi. Chim gặp bác chào mèo chào bác,
Chim gặp cô Sơn ca chào cô. Ai hát hay quá nhỉ. Đây giờ mình lao mình thọc con xe đây được không? Thọc con xe đây đang dọa chiêu tướng này. Đúng không anh? Chiêu tướng này, họ đâm đây chiếu thì mình lên tượng. Họ ăn xuống đây. Họ ăn xuống đây. Ăn xuống đây thì mình chiếu tướng. Mình chiếu tướng. Họ ăn xe vào mình chém đây. Chém ra đây bắt hết thì mình vụt đây đúng không, được cái nhở đúng không, xe tới đây họ đâm đây chiếu này thì mình lên tượng này, họ chém xe xuống tượng này thì mình lao mã chiếu này, lao mã chiếu xe ăn lên mình chém vào này, chém vào thì họ mới ăn xe ra pháo đúng không, ăn xe ra pháo mình ăn về ngựa, họ đâm chiếu thì mình giật xe về được không. Họ đâm chiếu thì mình về sĩ thôi, đã hết được đâu nhỉ? Cái chỗ này hơi 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 căng đúng không? Mình ăn con này trước, đúng không? Ăn con này trước, đúng không? Được đấy, đúng không? Quanh ngày, chúng tôi quanh ngày. Chúng tôi quanh ngày anh em. Xúc phạm! Chúng tôi quanh cờ cực kỳ khoa học. Vâng, xin chào bạn Phạm Tú nhá. Chúc bạn một buổi chiều vui vẻ. Xin chào bạn Kim Nguyên nhá. À ok, cảm ơn bạn Kiên Nguyễn. Hôm nay là danh cuối cùng của cái hệ thống chuyên đề đi tiên có cung pháo và đi hậu đánh bình phong mã lữ đầu xà anh em nhé. Vừa mới ngủ dậy cái gặp ngay một chấm ai này có chết tôi không. Gặp ngay một chấm ai này có chết tôi không anh em. Thế có đều không. Đấy, bây giờ ăn tượng nhá. Ăn tượng mình chiếu đây nhá. Họ ăn xe lên mình ăn vào nhá. Họ chém ra đây phá mình quật qua đây nhá. Họ đâm chiếu mình giật xe về. Thế là xong. Là tiền đi chun ở lại. Còn gì đánh gì các anh em. Đúng không? Đôi bên cùng nhau bắn. Anh bắn em đau em khóc ầm cả lên. Vâng, xin chào bạn Trần Anh Minh nhá. Chúc bạn một buổi chiều vui vẻ nhá. À, chạy ra ngay, ba chân buông cẳng chạy thẳng về nhà. Nên mình sao có tốt được không? Mình sao có tốt? Chiếu đây ở về mất xe mất đúng không? Sao có tốt? Sang có tốt là hợp lý đúng không? Sang sang cái nữa họ về ôm tướng à? Họ đi cái gì đây? Không, ai chơi 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 thế đúng không? Chiếu ở về xe, chiếu ở về xe, sang có tốt rồi đúng không? Hay là ra đây nhốt lại đúng không? Ra đây nhốt lại hay đi đúng không anh em? Không cho mã hoạt động anh em đúng không? Nó đây nó gọi là một trong những cái nguyên tắc căn bản của chúng ta, đó là sự kiềm chế đối phương đúng không. Xin chào bạn Thịnh Nguyễn nhá. Kiềm chế đối phương đúng không, kiềm chế đối phương nhỉ. Anh em nhớ nhốt hết ở nhà thằng bắt đầu tốt chúng tôi lững thững chúng tôi sang này. À, cái con tốt này chúng tôi lững thững tôi sang là nằm chứ có gì đâu đúng không. Chim gặp bác chào Mao chào bác, chiếu mã về xe bạn 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 Quang Việt, chiếu mã về xe mất. Vâng, xin chào bạn Đan Nguyễn nhá. À, xuống oánh ngay à, xuống oánh ngay à. Thế bây giờ mình vụt con này chiếu trước xong mình ăn ra đây được không nhỉ, đúng không, đâu làm gì mình đâu. À, ăn đây thì ăn vào không hay lắm nhỉ, mình vụt con này chiếu cái xong mình ăn đây được anh em nhỉ đúng không. Nếu mình cẩn thận thì mình ăn đây xong mình ăn cái con tốt để đi đúng không, nhưng mà thôi không cần thiết đúng không, như này là nhốt chết họ rồi đấy, mình tiến đây bắt là chết ngựa này anh em. À, bây giờ đi thọc con xe đi.
Đấy. Mời anh sang lớp bông đen. Đúng không? Mồm tôi ngoác tận mang tai. Vâng, xin chào bạn Ngọc Minh, Ngọc Minh nhá. Chúc bạn một buổi chiều vui vẻ nhá. Đấy, bây giờ cứ tốt 7 tấn 1 sang màu ánh cho anh em. Được không? Đấy, bây giờ cứ tốt 7 tấn 1 sang mà đá để bền đứng vọc luôn anh em. Đôi bên cùng nhau bắn, anh bắn em đau em khóc ầm cả lên. Chúng tôi đá cực kỳ khoa học anh em, chúng tôi đá cực kỳ khoa học luôn. À, lên tượng chúng tôi cứ thúc thôi đúng không? À, thúc họ ăn lên, thúc họ ăn lên, ăn lên mình tiến lên bắt ngựa hay là giật về đây túm ngựa phải nhỉ? Được không anh em? Giật về đây túm ngựa. Thúc đây thì ăn lên. Ăn lên mình tiến lên bắt ngựa hay tiến lên bắt tượng? Tiến lên làm con voi ngon như chứ anh em nhỉ? Đúng không? Tiến lên làm con voi là tôi thấy cũng ngon đi luôn, chỗ này đánh cái gì đâu đúng không? Anh em đúng không? Thúc đây tượng ăn lên, tiến lên bắt ngựa. Họ giật về đây họ đấu à? Giật về đây đấu mình chiêu tướng. Họ không được giật về đây họ đấu. Họ đấu, mình ăn đi. Chiêu tướng. Ăn đi rồi mình giật về đây bắt chết ngựa đúng không? Thúc đây này. Thúc đây bắt, thúc đây sang đây tượng lên mình tiến lên bắt ngựa. Họ buộc phải giật về đấu, mình ăn đi xong mình giật đây bắt ngựa. Có được không? Mình chiếu suốt trong năm đúng không? Anh em cười quá. Anh em cười quá. Chúng tôi đã khoa học lắm anh em, chúng tôi đã khoa học lắm. Chim gặp bác chào mào chào bác, chim gặp cô sơn ca chào cô. Ai hát hay quá anh em. Đấy các bạn đâu, pháo đầu chữa bách bệnh hay không? Pháo đầu của chúng tôi là toàn pháo đầu chữa bách bệnh anh em. Thế mới đều. Nhưng bây giờ chúng tôi xin lên ngựa đã để tính tiếp đúng không? À, nó 7 thứ 1 làm gì, bắt con tốt làm gì, chúng tôi bắt con to hơn như đúng không, bắt con ngựa nó phải to hơn con tốt chứ đúng không. Thì chúng tôi bắt cái con ngựa là họ nằm rồi, chỗ này là họ nằm rồi, chỗ này họ chạy đi đâu đâu, làm gì có nước chạy đâu đúng không. Chỗ này là họ chết ngựa anh em, chỗ này là họ chết ngựa. Đi đâu về đâu khi nhà đã bán. Mình chém sang đây thì sao nhỉ? Chém sang đây hay là mình ăn pháo lên? Ăn pháo lên cao hơn đúng không anh nhỉ? Chúng ăn pháo lên nước sau mình có nước chiếu tướng rồi này. Hay mình chiếu luôn? Mình chiếu thẳng vào đây bắt chiếc xe này, vật pháo lên cao hơn đúng không? À, vật pháo lên họ tự ăn về. Không được anh em, chiếu đi. Chiếu cao hơn, chiếu xong mình ăn mã đúng không? Vâng, xin chào bạn Bế Giang nhá. Ăn thì chúng tôi ăn như này thì đỡ đâu được nhỉ? Kỳ lạ nhỉ. Như này chúng tôi ăn nốt mã thì anh còn xe pháo anh sao đỡ được nhỉ? Ừ. Anh này bị làm sao ấy nhỉ? Đúng không? Như này làm sao anh đỡ được nhỉ? Kỳ lạ quá. Có mỗi xe pháo thì đánh như nào được với chúng tôi mà đúng không? Đánh như nào được với chúng tôi? Cái này thì nộp rồi, đúng không? Cái này thua rồi, thua chắc. Mời anh sang lớp bông em, đúng không? Ăn đấy à? Ăn đấy, bây giờ mình vào đây mình bắt hết được không? Mình vào thẳng đây, đây là một hình thức đổi cây đưa về cả tàn anh em. Vào đây bắt hết, đúng không? Tượng mà ăn về thì mình ăn xe đi, thế là mình còn xe, mình đánh xe tốt lọ thua rồi đúng không? Đấy thì các bạn nhớ là khi mà chúng ta hơn cây thì có hai khẩu quyết
Khẩu quyết thứ nhất là phòng thủ chắc chắn, không cho đối phương nguy hiểm, không cho đối phương tấn công nguy hiểm. Và khẩu quyết thứ hai là đuổi cây đưa về cây tàn, chạy xe vào mồm tượng. Tượng ăn về thì mình ăn về xe, thế là mình một xe mình đánh với cả pháo là thua. Thế còn không thì mình có đâm hết, mình có được đâm hết, anh em thấy không? Anh đánh một cười quá, tôi đi những nước cờ không thể ngờ được anh em, tệ quá anh em. Tôi đi những nước cờ đuổi cây đưa về cờ tàn, cái này là thua, là nó rơi vào khẩu quyết thứ hai nhé, là đuổi cây đưa về cờ tàn, anh em đánh đơn giản hóa vấn đề đấy, anh em nhá, đúng không anh em? Súng phong, chúng tôi đánh cờ cực kỳ khoa học, họ chạy chiếu rút mình đâm hết mà bạn, bạn Vũ Phong đây mình đâm xe đây hết cờ rồi đấy, làm sao chạy dám chạy ra chiếu rút được? Đấy, mình xe vào xe 7 tấn 2 là hết hết cờ cục, làm sao kịp chạy chiếu rút được bọn Vũ Phong, đúng không? Họ phải ăn tượng về, tượng về đi, mình ăn con xe đi là họ chỉ còn mỗi con pháo thần kỳ thôi. Là họ phải nằm với chúng tôi như anh em, đúng không? Phải nằm với chúng tôi chứ lại. Làm sao có nước nào xin 5 tấn 4 đâu bạn, bạn Thích Nguyễn nhỉ? Đấy, bây giờ mình đang bắt cục mà bây giờ xuất tướng ra là chúng tôi đánh xe lệch ngay. Chúng tôi đâm chiếu, chúng tôi chạy ra 8 là xe lệch ngay. Anh em, anh em nhá. Đấy, là xong rồi. Nguyễn Văn Song họ phim rồi, anh em. Nguyễn Văn Song họ phim rồi. Chim gặp bác chào Mao, chào bác. Chim gặp cô Xuân Ca, chào cô. Ai hát hay quá nhỉ. Ôi. Anh này anh bó cả cây luôn. Ai hát hay quá nhỉ, ai hát hay quá. Thôi được rồi, con tốt đấy thì cuộc nhà các anh. Chúng tôi chỉ cần đánh một xe một tốt là các anh chết rồi đúng không? Con tốt đấy là của nhà các anh hết. Của nhà các anh hết. Đúng không? Của nhà các anh hết, đúng không? Ăn về đây đâu có làm gì đúng không? Của nhà các anh hết. Của nhà các anh hết. Sao đỡ được, chỉ cần đánh xe tốt là thua anh em, không đánh nhiều. Vâng, xin cảm ơn bạn nhà đất Tấn Đạt nha. Này ăn mỗi con tốc biên là thua đấy. Nằm ngay. Ôi hồi, ván này được 15 điểm anh em ạ, xuống quá. Ván này được 15 điểm, xuống quá. Đi trước lại quá cung pháo anh em. Thế có đều không? Lại quá cung pháo. Thế có đều không? Đấy, họ thúc thứ 7 là đòn mạnh nhất trong cái hệ thống chống lại quả cung pháo đấy. Hiện giờ mà các bạn nào mà đi đánh giải quốc gia mà các bạn đánh quả cung pháo là người ta hay đánh cái hướng này. Đấy, cái hướng này. Đấy, anh em nhá. Vâng, xin cảm ơn bạn Nguyễn Hải Hậu nhá. Đấy, họ lên cái nước cờ này là họ đánh biến khác này. Đúng, bình thường là phải ra xe 9-8 trước. Đấy, bây giờ ra xe 9-8 trước anh em. Vua 1.2 mua bằng mà Trần Duy Kiệt. 1.2 mua bằng mới đều. Đấy, các bạn cứ đánh như hướng này là chậm khai xa này. Các bạn cứ đánh như hướng này. Về sau hơn cái con top 9. Hơn cái con top 9 này các bạn quấy bằng cái hơn này. Đánh dỉ dích. Phòng thủ chắc chắn các bạn. Lên đây thì kệ thôi đúng không? Lên đấy thì mình họ đẩy đây à, họ tính là đẩy đây đấy anh em, mình nhảy ngựa lên, họ đẩy đây, hay mình ra biên mình oánh nhỉ, đẩy đây mình đẩy đây, ăn đây, đẩy đây mình ăn nó ăn sang, à, tính nữa mở con này lên đấy anh em, đang tính là mở con này lên đấy, khôn ra phết đấy anh em. Vâng, xin chào anh Thái Trang nhá. Chúc anh một buổi chiều vui vẻ nhá. Hay mình ra biên. Đúng không? Mình ra biên mình đánh đúng không? Đẩy lên mình có thể mình nhảy con ngựa lên đây cũng được. Anh em. Đấy, mình nhảy con ngựa lên 9 này để mình lên mã hoàng tử anh em. Đúng không? Để mình lên mã hoàng tử. Đấy, bây giờ mình lại đóng vào đầu mình quánh. Đều trung lộ chống trải mà. Đúng không? Trung lộ chống trải, chúng tôi lại phản nhập trung pháo thì đều lại phản nhập trung pháo đều quá anh em.
Vâng, xin cảm ơn bạn Sơn Lâm nhiều nhá. Bốp được không? Hay là vật lên? Vật lên biên nhỉ, đúng không? Bốp, xuống quá anh em. Đá tê quá anh em. Vào anh lên đôi cao, đã vào đầu giặc bị bốp tiếp đúng không? Bốp tiếp, thôi ăn no luôn. Đánh cờ sợ quá, đánh cờ no luôn anh em. Có cái cờ no anh em. Vật vào chiếu được không? Vật vào chiếu xong mình ra con xe, mình không chế cái chỗ này lại đúng không? Đúng không? Bốp. Không chế. Đấy, mình đang chuẩn bị sạc tốt này anh em. Sạc của tôi chín. Bền luôn anh em. Sạc của tôi chín bền luôn. Super. Chúng tôi vẫn cờ cực kỳ khoa học anh em. Hôm nay có vẻ tôi thấy nó đỏ anh em. Ra cây có vẻ nó hay hay, đánh khai cuộc, đánh chung cuộc nó có vẻ tương đối chắc chắn, tương đối chính xác anh em ạ. Đấy các bạn thấy không, quả cung pháo đây, bây giờ chúng tôi hơn hai con binh rồi, chả không còn nói nhiều đúng không? Đánh một chốc là chúng tôi hơn hai con binh ra rồi tính tiếp anh em nhỉ, hơn hai con binh rồi đấy anh em. Đấy, mình sang đây mình bắt xe cái, mình xuống đây bắt ngựa cái là cái chỗ này là khó chịu lắm anh em, họ khó chịu ghê lắm anh em. Đấy, về ngay, về chúng tôi đánh cho nằm luôn đi, đừng có đùa. Giật đây bắt pháo được không? Giật đây bắt pháo. Hay là tiến xe lên hạ, tiến xe lên hạ để thông nút cánh mã này lên đúng không? Đúng không? Lên con xe hạ hợp lý đúng không? Đấy các bạn thấy không? Ở đây khoe quá, xuống quá. Đánh cờ xuống quá anh em, chắc chắn quá. À bắt đã bắt thì chúng tôi đưa, chúng tôi chạy thôi, hay lên thượng. Hay là sang đây bắt lại. Sang đi bắt lại, ăn ngăn đi. Đúng không? Sang đi bắt lại luôn cho nó nhanh, ăn chạy ra để ăn lên đúng không? Anh em cười của. À thôi, hết hết đau chân này khác hẳn ở bên kia. Mình không rõ bạn ạ, mình không rõ. Rồi mình bây giờ mình ra xe bắt ngựa thôi được không? Xuống nhỉ. Ra xe bắt ngựa lên ngựa xuống bắt pháo luôn. Chắc họ lên đây. Lên đây mình giật đi bắt pháo được. Giật đi bắt pháo họ thúc tốt sang. Hay là xuống đi bắt pháo. Nhưng không có tốt thì tiếc lắm đúng không? Ăn thì mình ăn đi, làm gì mình đâu đúng không? Đang pháo. Các bạn gặp 1.2 các bạn run rồi, các bạn còn thua hơi, thua nhiều nhanh hơn. Các bạn thua nhiều nhanh hơn anh em. Ăn lên thôi đúng không? Lại có pháo đầu khác. Đôi bên cùng nhau bắn. Anh bắn em đau em khóc ầm cả lên. Nó lên tượng lên sĩ cho nó khỏe luôn. Tội gì đúng không? Chỉnh thể hình cơ tốt đúng không? Anh em. Chỉnh thể hình cơ tốt. Đấy, này là đại ưu thế rồi anh em, đại ưu thế rồi. Vâng, xin chào bạn Thắng Hoàng nhá. À, nốt hôm nay bạn Thắng Hoàng thứ sáu chuyên đề mới bạn Thắng Hoàng nhá. Thứ sáu sẽ là chuyên đề phi đao pháo đầu mã đội song hành xa và đi hậu là phản cung mã chính quy bạn Thắng Hoàng nhá. Vâng, xin chào bạn Giỏi La. À, lên đây đi chúng tôi chạy thôi, hay là chúng tôi tiện tay chúng tôi chơi sang bên này luôn nhỉ? Đúng không? Tiện tay dắt bò đúng không anh em? Vâng, xin chào bạn Bách Cục Thường Kỳ nhá. À mình sút sang đây họ đẩy con tốt này. Không được anh em. Mình sút sang bên này họ đẩy con tốt này, họ có xe, họ bắt xe mình. Mình đâm chiếu họ là giật xe về, thế là mình phải chạy con này là một chiếc pháo. Thôi thôi không dại, không dại. Đúng không? Chúng tôi không chơi dài. Chúng tôi khôn lắm, chúng tôi không chơi dài.
Đấy, uống nước phê đấy anh em. Mình xem mình ăn vào em tốt lên. Ăn tốt lên hơn, ăn tốt lên nó thông được con ngựa, đúng không? Ăn tốt lên hay hơn. Tốt lên nó thông được con ngựa. Nếu thích thì mở mặt xe mình để thúc khí nữa, xong mình nhảy nữa lên mình quay. Đấy nào, kém mình ba con tốt sao đỡ được anh em. Đúng không? Kém mình tận ba con tốt mà sao đỡ được. Đấy, mình cứ lên con sĩ đã, cho nó khỏe đã, đúng không? Cho nó khỏe đã. Cho nó khỏe đã. Ở đây khỏe quá anh em ạ. Ở đây quá khỏe. À, anh tính anh đè ngựa, anh tính anh đè ngựa anh em. Đâm đây bắt bắt tượng đâu. Đâm đây bắt tượng xem mà đi đâu đã, đúng không? Hay là thúc đây để cho xe ăn sang, cho mình vô đây bắt pháo. Cũng hợp lý đấy anh em nhỉ, đúng không? Thúc đây để xe ăn sang. Xem sang mình vô đây bắt pháo, đâm đây bắt tượng thì sao, giật về mình bổ tượng, bổ tượng giật về đây bắt, mình giật đây bắt tiếp cái nữa, đúng không? Oanh nhá, à, anh này anh sợ chúng tôi rồi, anh này sợ chúng tôi rồi, anh này sợ chúng tôi rồi. Cho con xem sang này mình có nước mình ra pháo chiếu, có cần ra pháo chiếu không, hay giữ nguyên thế pháo đầu, hay lao ngựa lên đây, lao ngựa lên đây bắt pháo cao để anh em, lao ngựa lên đây bắt pháo, có ăn xe sang nhá, mình lao ngựa lên đây bắt pháo, có ăn xe vào đầu, ném ngựa xuống mình bắt xe, xong mình chiếu đầy cái cục này, xe ăn sang nhá, mình mã 3 tuần 4 bắt pháo, xe ăn vào đầu, à xe không dám ăn vào đầu mình chém pháo nhỉ, anh em nhỉ, mình còn dọa ném vào giữa bắt xe cho mình chiếu đầy hết này. Đấy, mình nhảy mã vào điểm câu cá này. Mã 3 tấn 4 này, mã 4 tấn 5 này, mã 5 tấn 7 cái là gục ngay anh em. Chim gặp bác chào Mao, chào bác. Chim gặp cô Sơn Ca, chào cô. Ai hát hay quá anh em. Một phút quảng cáo, mùng 1 tháng 4 này, Học viện Thăng Long Kỳ Đạo tổ chức khai giảng bộ khoa mới. Nếu các bạn tham gia thì có những cái quyền lợi như sau. Thứ nhất, các bạn được tặng nick Thiên Thiên Thượng Kỳ miễn phí. Thứ hai, các bạn được tặng quyền cầm nang sách cờ do Thăng Long Kỳ Đạo sản xuất. Thứ ba, các bạn được vào trang web hocco.vn để xem 500 clip và 8 chuyên đề rất hay. Thứ tư là các bạn được vào hai khóa học trước để xem các bài giảng của các thầy. Và thứ năm là các bạn học được 5 đường đào mới anh em nhé. Các bạn học được 5 đường đào mới. À, họ sợ chúng tôi rồi. Đây chúng tôi ăn xe lên xe pháo thôi, đúng không? Họ ăn đây thì mình tiến lên mình hỏi thăm con tượng. À không, tiến được hỏi thăm con tượng. Ăn xe lên pháo cái. Họ ăn mã cái mình vật pháo vào sĩ được không? Đúng không? Ăn xe lên pháo này, ăn mã pháo mình vật sĩ, sĩ mà lên là mình đâm chiếu cái gục này, đúng không? Đục pháo không thành ngay, chúng tôi nhìn đòn nhanh lắm anh em, chúng tôi nhìn đòn nhanh lắm, vật pháo sĩ này, pháo vật sĩ này, sĩ ăn lên đâm chiếu này, đấy, tướng thượng rất che chiếu hết, đúng không? Đục pháo không thành ngay, chúng tôi đột phá không thành nhanh lắm anh em, chúng tôi được đột phá không thành có thể nói là cực nhanh luôn, nhanh hơn điện chớp luôn anh em, thế mà đều. Quá cung liếm pháo là như nào chưa hiểu bạn bạn Mạnh Tuấn bạn nói quá cung là còn liếm pháo nữa thì chưa hiểu cái trận này. Vâng, xin cảm ơn bạn Cao Long nhá, chúc bạn một buổi chiều vui vẻ. Đấy, phải ăn sang chứ, đúng không? Ăn sang thì chúng tôi đâm đâm xuống đáy được không, hay là ăn con này đi rồi toát pháo ra biên đâm xuống là xong, đúng không? Là xong, đúng không? Ăn con này đi sen về toác pháo dưới biên đâm xuống, toác pháo dưới biên vào tướng, vào tướng anh em, đúng không? Hay là chọc đây đi, luôn chọc đây cho sen về vị này đâm luôn này anh luôn, cho con xe nó chìm, các bạn đừng có để xe trên không anh em, họ giật về đấu cái mình ăn thì xe ăn về thì cái con xe họ chìm dưới đáy này thì mình lúc đấy mình toác ra mình đâm là xong, anh em thấy thế nào, được không? Đúng không? Ăn thì sen về, xem về mở pháo ra biên thì họ vào tướng, à vào tướng thì mình thoái xe về, họ thuật thoái phối về thì mình vẫn hơn tốt, mình quánh cờ tàn thôi, đúng không? Hơn tốt cờ tàn thôi, có được không? Chứ bây giờ mình đi đâu họ cũng đấu ngay này, thôi được rồi ăn đi nhá. Ồ, chạy ra đây rồi là xong, xong giật là họ vào tướng, chắc họ vào tướng. Đào tướng mình giật nước. Đây mình giật về đây mình giật về đây mình kiếm ăn mấy con tốt là họ xong rồi. Đánh dần dần đi luôn.
anh em. Anh giật về đây, giật với họ về tượng. Giật đây họ về pháo. Về pháo đây. Lại chạy vào đây bắt tượng. Họ lại rút tướng ra. Giật về đây họ lên xe giữ. Giật về đây cho họ về pháo đi nhỉ. À, cái chỗ này đánh thắng người ta thôi nhưng mà nó hơi lâu thì hơi lâu tí anh em. Rồi, hơi lâu tí nhá. Hơi lâu tí anh em. Mình đi tốt đầu mình ngoảnh, đi tốt đầu sai mình ngoảnh. Phải nằm như sao không nằm. Thôi đúng không? Tốt đầu mình sai mình ngoảnh là phải nằm. Vâng, xin chào bạn Trần Văn Dân nhá. Đấy, nó kệ thôi, có tốt đầu này hay là thúc tốt lên luôn. Tiếc, tốt đầu thì tiếc lắm. Cho ăn ở cái vị này nó tắc xe này. Đừng để họ ăn ở vị Nhai Đình. Cho ăn ở cái vị trên này nó hơi xấu tí anh em. Đấy là một cái kinh nghiệm đấy anh em. Đấy, cho ăn ở trên, thế bây giờ mình bắt đầu mình ăn thôi, đúng không? Mình nhai rau ráo, bây giờ đâm chiếu. Họ về pháo, mình chém đi. Chém đi, tướng ra, mình chém đây, họ ăn đây, mình chém đây, ba con tốt, không thắng được, kỳ lạ đúng không? Ba con tốt mà chúng tôi không thắng được các anh đúng là kỳ lạ quá anh em, đúng không? Chúng tôi rất đơn giản hóa vấn đề, rất đơn giản hóa vấn đề, rất đơn giản hóa vấn đề, đúng không? Ba con tốt mà không thắng được các anh thì kỳ lạ lắm, kỳ lạ lắm anh em. Vâng, xin chào bạn Châu Đình Tường nhá. Đúng không? Một xe ba tốt mà không thắng được, xe gây xí vô lý quá, đúng không? Vô lý quá, vô lý quá anh em. Đấy, chạy à, chạy đi thôi, thì chúng tôi giữ tốt này được không? Hay là sang bắt cùng diệt tận, đúng không? Chiếu vào sang cái tốt này của anh, bỏ bớt đi đánh xe hai tốt thì cũng được, đúng không? Hay thôi đúng không? Đánh chưng chắc cặp chưng nhị, đúng không? Chưng chắc cặp chưng nhị. Đấy, ăn này lại là xong, ăn này họ giật về đấy bắt tốt à? Mình sang đây. Giật về bắt tốt anh em. Không hay rồi. Không hay rồi. Giật về bắt tốt thì mình đi đâu cũng tốt. Thôi gọi đành như đành. Đành phải đánh kiểu này đấy anh em. Đành đánh hai tốt kiểu này. Hai tốt kiểu này họ chắc chết. Đúng anh em. Đành đánh kiểu này thôi. Chứ giật về bắt mất một tốt biển mình phí lắm anh em. Thôi rồi. Của nhà anh hết. Của nhà anh hết anh em ạ. Của nhà anh hết. Của nhà cái nhét, cứ tốt cận năng thắng đã. Của nhà cái nhét, của nhà cái nhét, đúng không? Bây giờ đơn giản vào con tốt này, băm một xị cái là xe tốt, đảm bảo thoải mái thắng xe đối tượng. Đảm bảo thoải mái thắng xe đối tượng. Băm một xị là đảm bảo thoải mái thắng xe đối tượng. Chim gặp bác chào bao, chào bác. Chim gặp cô Sơn Ca, chào cô. Ai hắc hay quá nhỉ. Ai hắc hay quá, ai hắc hay quá. 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 Chúng tôi đánh nhanh luôn này, nhanh quá. Chúng tôi đánh luôn này, cực nhanh luôn anh em. Chúng này chúng tôi đánh cực kỳ nhanh luôn. Cực kỳ nhanh luôn anh em. Mời anh sang lớp bóng nem. Vâng, cảm ơn bạn Thúc Trần nhiều nhá. Sự khen ngợi các bạn sẽ làm cho chúng tôi có động lực để làm việc tốt hơn. Đấy. Tiến xe xuống kiểu là xong rồi, đúng không anh em? Hay là chọc đây đúng không? Quá đơn giản. Chọc này. À, ra tướng à. Ra tướng mình vào tốt nhập cung sao đỡ được nhỉ? À, tốt, chúng tôi vào tốt được cùng nằm luôn luôn. À, chúng tôi có chung pháo phá tiên nhân được, anh lại dám đánh tiên nhân với chúng tôi là hỏng hết, hỏng hết rồi. Lại một người nữa giống như anh. Chúng tôi có chung pháo phá tiên nhân rồi mà các anh dám đánh tiên nhân với chúng tôi là hỏng rồi. Hỏng rồi anh em ạ, hỏng rồi anh em. Hỏng rồi anh em ạ, anh em nhé. Học viện Thăng Long Người Đạo mới ra sản xuất ra bài chung pháo phá tiên nhân cực hay luôn anh em. Cực hay luôn anh em. Mới sản xuất ra bài chung pháo phá tiên nhân đá cực tê luôn anh em. Cực tê luôn. Đấy các bạn thấy không? Đấy đến đây cũng nghỉ ngang nhau anh em. Đến đây cũng ngang nhau. Đấy.
thế là họ phí cái ván đi tiên của họ đi anh em. Đấy, mà ngay chỗ này mà lơ mơ là đánh anh không biết oánh là chúng tôi oánh nằm đây, không biết oánh là chúng tôi oánh anh nằm đây, đây không biết oánh là chúng tôi oánh nằm đây, vào đây để làm gì, để chống người ta lên mã đây, lên đây mình có nước cờ này anh em. Đấy anh em đâu vẫn ra được xe. Ôi rồi ôi, ôi rồi ôi, mình tiến một thôi đúng không, được không anh em, đúng không, được không anh em, mình lại sang bên này chứ, chúng tôi lại sang bên này, chúng tôi lại sang bên này, nếu mà mình muốn hòa mình cứ đi này là hòa anh em, nếu muốn hòa đi này là như vật sang bên này, vật sang bên này thì họ lên tượng có hay không nhỉ? Có hay không, vật sang này họ lên cái con tượng đây thì sau này họ đủ đường biên không được. Ở đó chúng tôi tạm thời hòa thì hòa đấy, chúng tôi là người đi sau mà đúng không, chúng tôi là người đi sau anh em ạ, chúng tôi là người đi sau, hòa thì hòa thôi, hòa thì hòa thôi, chúng tôi là người đi sau, chúng tôi là người đi sau, hay là chạy pháo sang bên này, chạy pháo sang đây rồi nhỉ anh em, họ xuất xe ra, xuất xe ra không hay lắm đúng không, xuất xe ra, xuất xe ra, pháo sang cánh bên này, họ xuất xe ra, xuất xe ra mình ra, họ đâm pháo đây không hay lắm anh em. Thôi được rồi, chúng tôi là người đi sau, chúng tôi là người đi sau, chúng tôi là... hôm này anh đánh cờ đi tiên mà đi đi tiên mà đánh hòa, anh hèn quá anh em, anh này anh hèn quá, anh đi tiên mà anh đi đánh hòa này có chết không, anh đánh đi tiên mà anh đánh hòa mới đều. Quật sang nó lên tượng, lên tượng hoành xe đánh được không, đúng không, hoành xe hoành được rồi, chấp nhận đánh nhau với anh này. Đi sau đi đánh hòa hèn thật đấy, rồi rút sang rồi đúng không, rút sang này này đánh hoành xe hoành luôn. Chính ra mình vào đây mình sang tốt cũng được này, đúng không, vào đấy mình sang tốt được. Đấy, muốn đánh nhau nó thế nhỉ, đây là muốn đánh nhau, muốn đánh nhau nó vậy anh em nhé, chứ còn hòa trong tầm tay rồi đúng không. À có lúc bảo online bạn never úp, có lúc bảo online đấy bạn, nhắn tin Zalo 0935356789 nhá. Học viện Thăng Long Kỳ Đạo mùng 1 tháng 4 này khai giảng khóa học mới nhá, các bạn tham gia sẽ được tặng nick Thiên Thiên Tự Kỳ này, tặng sách cờ này, tặng vào website học cờ.vn để xem 500 clip và 8 chuyên đề rất hay này, tặng hai khóa học trước này và học được 5 đường đao mới anh em nhé. Đấy, mình ăn thôi đúng không, ăn mình vào xe đấy đấu thôi, đánh gì đâu đúng không. À, ăn lên họ vào 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 đây họ bắt tượng, vào đây bắt tượng thì mình ra đây bắt mã đúng không, sợ cái gì đúng không anh em nhỉ, đúng không, ăn đây họ vào đây bắt tượng hay chạy vào đây thoải mái đúng không? Vào đây bắt tượng thúc của tốt sàng, bắt bắt mã đánh cho nó mau luôn. À, học trực tiếp đi bạn, bạn kết bạn Zalo với tôi, bạn never give up, bạn kết bạn Zalo với tôi, nhưng đấy là mình muốn hòa nên mình đi sau mình không cho người ta hòa nó mới thế đấy, mình vào đây đấu đẹp quá đẹp trai đúng không, vào đây đấu quá đẹp trai. Đấy, mình hơn con tốt rồi, hơn con tốt 7 rồi, mình vào đây mình đấu xe là quá đẹp trai rồi nhỉ. Anh nhá, bạn never give up nhá. Mà học trực tiếp, à trực tiếp vào lớp à chứ không phải 1-1. Tôi chỉ có lớp trực tiếp 1-1 thôi. Chưa có lớp trực tiếp ở lớp đàng hoàng. Học online được mà bạn đi với học online nó tiện hơn. Bạn chỉ cần cái máy tính là bạn ok ngay. Anh em nhá. Đấy, bây giờ bắt đầu mình tìm đường mình oánh rồi, lao ngựa lên. Lao ngựa lên đấu mã được không? Đúng không? Họ ra đây mình lại vòng về nhử thử thử phản ứng nghe đúng không? Thử phản ứng, thử phản ứng này. Ra đây mình lại vòng về. Đôi bên cùng nhau bắn. Đấy ông này chỉ có đánh hòa thôi anh em. Ông này ông chỉ có đánh hòa anh em ạ, chỉ có đánh hòa lại vào. Đấy, anh em thấy không? Hay là mình bây giờ mình tiến lên đây mình quánh đi nhỉ. Thế nên mình dạng ra đây bắt đôi. Này. Đúng không? Hợp lý đấy đúng không? Đã thế đúng không? Đúng không?
hợp lý, oánh luôn, sợ gì đâu. Anh em nhá, Học viện Thăng Long Cửa Đạo cái khóa tháng 3 này nó có 5 đường đao mới anh em ạ. Đường đao thứ nhất đó là phi đao phi tượng. Đường đao thứ hai đó là pháo đồ mã đội song hành xe. Đường đao thứ ba đó là trung pháo phá tiên nhân, đây cái bài này này. Và đường đao thứ tư là nghịch pháo phá trung pháo binh ba. Và đường đao thứ năm đó là phạt cung mã chính quy anh em nhá. Bạn nào muốn tập cờ nhanh tay đăng ký Zalo 0935356789 anh em nhá. Đấy, mình ra đây bắt ngựa đi đâu ngựa. Mà về giữ à. Về giữ mình lại ném ngựa lên mình bắt đúng không anh em? Hợp lý không? Có hợp lý không anh em? Có hợp lý không? Ra đây bắt ngựa. Họ lên ngựa, ném ngựa lên mình bắt. Chạy qua lộ bên này. Họ chạy qua lộ này bắt tượng. Hơi rườm rà anh em. À, cái chỗ này về mình phải tìm đường mình ngoánh thôi. Đúng không? Ra đây bắt ngựa thì họ giật về họ giữ là cái chắc này. Đúng không? Mình nhảy ngựa lên bắt rồi lại chạy ra đây họ bắt con tượng. Đấy. Chỗ này hơi khó này, hay là lên lên một nước sĩ. Lên một nước sĩ xem thế nào. Lên nước sĩ này đi. Được không? Ra đây bắt ngựa. Họ giật về giữ. Nhảy ngựa lên đây bắt. Họ vẫn ra đây họ bắt tượng. Bắt tượng mình lại mất công lên tượng. Tượng mình xấu quá nhỉ anh em nhỉ, đúng không? Đúng không? Thôi rồi, xấu tượng cũng được nha anh em nhá. Xấu tượng cũng được. Làm như sao đấu mã được. Lao mã lên người ta vụt pháo lên. Bạn cưng block. Đúng không? Đúng không? Cờ này đánh nhau mình ưu thế hơn một binh. Nhưng mà cái chỉnh thể hình cờ mình yếu hơn. Anh em, cái chỉnh thể hình cờ mình yếu hơn. Ra đây thì mình lên tượng thôi, đúng không? Mình bị hai con tượng nó hơi xấu, nhưng mà về chất là mình hơn một tốt. Anh em chơi được đấy, đâu có sao đâu, đúng không? Đấy này mình đánh bình thường. Cái chỗ này cây, mặc dù mình bị vất vác hai con tượng nhưng mà họ cũng không có cây đánh mình anh em, không có cây đánh mình. Họ chuẩn bị họ lao ngựa đây đấy anh em, họ lao ngựa bắt pháo đầu. Lao ngựa bắt pháo đầu anh em. Đây mình lại chạy ra đây mình lắm không cho lao. Lên con sĩ. Lên con sĩ lao lao bắt pháo đầu thì mình đấy, họ có nước lao ngựa đây cũng nguy hiểm phết đấy anh em, đúng không? Đấy, nước ván cờ này mình hơi cương. Ván cờ này mình hơi cương. Đúng không? Bắt pháo đầu thì mình về về tượng thôi, đúng không? Lên con sĩ đã. Nó lao tới đi. Lao tới mình về tượng. Được không? Mình về tượng. Tượng mình hơi xấu. Đúng không anh em? Chỗ này tượng mình hơi xấu. Đấy, ông về chỉ có thế thôi đúng không? Ông về cũng phải có ý kiến. Đúng không? Ông cũng phải có ý kiến chứ. Ra đây bắt cái. Nó lao tới. Lao tới mình vào đây mình bắt cái được không? Hay là vật lên, vật lên là một tốt đầu luôn đúng không? Hai con tốt đã đằng nào cũng vách tượng đúng không? Anh em vật lên mãn lên chém vào thì cho nó nhanh, nó lao đây bắt, lao đây bắt thì mình ra đây không hay đúng không? Vật không hay. Vật là nước sau cái con mã này nó lao đánh mình mệt lắm đúng không anh em, hay là nhảy thẳng ngựa vào mồm quân giải phóng đúng không, nhảy thẳng ngựa mồm quân giải phóng ngay đúng không, nó lao tới. Mình cứ về tượng này, đúng không? Được rồi. Về con tượng đó, tượng chỉnh thể hình cờ tốt đã anh em, chưa vội được, nóng vội quá nguy hiểm lắm, chỗ này nhiều đường nguy hiểm lắm anh em, chúng ta cứ từ từ đây. Vâng, xin chào bạn Phạm Xuân Linh nhá. Đấy, cờ mình ưu thế một tốt rồi, đúng không? Mình đánh khéo khéo là về sau mình kiếm thêm một tốt nữa là cờ mình thắng anh em. Là cờ mình thắng. Đấy, còn lao đây thì pháo mình giữ tượng thì đâu có sợ đúng không? Đâu có sợ đâu anh em. Đúng không? Ra đây bắt cái được không? Ra đây bắt đi, họ chém thì tượng mới lên càng khỏe, đúng không? Không ra đây bắt đi đúng không?
bật này chém thì tượng mới lên càng khỏe, còn nhảy đây thì mình ra pháo mình ngăn, đúng không? Nhảy đây mình ra pháo mình ngăn thôi. Đôi bên cùng nhau bắn, anh bắn em đau em khóc ầm cả lên. Ai hát hay quá nhỉ, mệt chỗ nào bạn 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 truy xuất nguồn gốc, mệt chỗ nào? Đấy, đây mình lại ra pháo mình ngăn lại thôi, được không? Mà chiếu đây thì chúng tôi xuất nhá, chiếu xuất có đúng vũ pháo à? Thôi được rồi, ra pháo ngăn lại, ngăn đàn cả lại ngay, đúng không? Không dại, không dại, không dại anh em, ngăn đàn cá lại ngay, chúng tôi khôn lắm, ngăn đàn cá lại ngay đấy. Các bạn mã họ tung tăng như có cái gì đâu, đúng không? Họ cứ tung tăng là về sau chính bản thân con mã đấy trở thành con mã xấu anh em, chính bản thân con mã đấy trở thành con mã xấu. Ô thuê chúng tôi ném sang à? Ô anh này kỳ lạ nhỉ, thuê chúng tôi ném sang này có chết không? Chúng tôi ném sang này chết không? Ngựa phi như điên cuồng giữa cánh đồng dưới cơn giông, và trên lưng cong ngoằn những vết roi vẫn in hằng. Ai hắc hay quá. Đấy, mã này chúng tôi ném bên này này, ném bên kia này, đúng không? Ném bên này, ném bên này họ đâu rồi, họ đã dám ăn pháo mình đâu, đúng không anh em? Ném bên này họ mà ăn pháo mình chiếu một cái, họ xuất ra mình giật xe phải hạ cái là gục ngay anh em, đúng không? Chưa dám ăn pháo mình, đúng không? Chưa dám ăn pháo mình đâu. Ăn pháo chúng tôi quánh gục ngay, đừng đùa. Phải ra pháo ngăn chúng tôi lại. Phải ra pháo ngăn chúng tôi lại. Gục ngay đấy, đừng có tham ăn. Tham ăn chúng tôi là chúng tôi quánh một phát gục ngay. Giật về hợp lý rồi, giật về hợp lý rồi. Giật về thì hợp lý rồi. Tiến pháo lên đây bắt bắt xe được không? Tiến pháo lên đây bắt xe. Nên là chạy pháo vào một. Nên ném ngựa lên. Ném người lên hợp lý hơn, đúng không? Vừa được giữ ngựa mà vừa được quánh, họ đi nước cờ này. Đi nước cờ này bắt ngựa mình đi đâu? Mình lên tượng, chém tượng. Cái ném ngựa ngoài. Họ có được ăn mạ, ăn đầy đấy. Thúc tốt sang được. Thúc tốt sang, ăn tượng lên. Thúc tốt sang, ăn tượng lên anh em. Chưa có điểm gì để đánh người ta anh em. Để họ chém con này buốt lắm, đúng không? Buốt lắm anh em. Hay là tiến đây bắt bắt xe. Tiến đây bắt xe hợp lý hơn ý. Tiến đây bắt xe, ngoằm ngựa đây à? Ngoằm ngựa đây mình vụt đi. Con ngựa nhảy xuống đây. Họ lại nhảy xuống đây. Căng nhỉ. Hay là chạy pháo vào nước. Hay chạy pháo ra nước. Xong rồi mình ấn nút này mình ngoánh. Được không? Chấp nhận nhá. À, họ chém đây. Chém đây mình ấn xuống đây thì họ vụt con sĩ, vụt con pháo này. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng. Đi nước cờ này hỏng rồi anh em. Đi nước cờ này hỏng rồi. Họ vụt nút con này đi nhỉ. Vụt con này thì mình sĩ ấn lên. Chết rồi, hỏng rồi. Biết ngay là mình đi nước cờ này bị hỏng rồi anh em. Mình đi nước cờ này bị hỏng rồi. Hỏng rồi anh em, tí mất cầy anh em. Đi nước cờ này, mình đi cờ mình đang hay đúng không anh em? Đi nước cờ này bị hỏng đấy. Điều ăn vào mình giật xe về đấu thôi, đúng không? Cũng may chưa làm sao. Thế có chết không, như đi một nước cờ lỏng ngay cái bị họ đánh vào cái điểm top 7 anh em. Chính là mình sang con tốt trước một nhịp cao hơn. Sang con tốt trước một nhịp cho con tượng người ta vắt lên đã. Xong bắt đầu mình mới chạy pháo. Thì nó hợp lý hơn. Cái điếng này nó bị hỏng đấy, anh em. Bị hỏng. Nhưng không sao, vẫn chơi được anh em. Vẫn chơi được. Bị thượng tướng lên tí thôi. Nhưng họ chưa ok ở đánh mình. Chưa ok ở đánh mình đâu. Họ phải ra pháo ngăn chứ. Đúng không? Phải ra pháo ngăn mình lên con tượng là đẹp trai rồi. Đúng không? Lên con tượng là đẹp trai rồi. Hay giật xe về hàng nhỉ? Lên con tượng. Mày đúng không? Tí chết. Đúng không? Đi được sai lầm đấy anh em. Đi sẽ là mất cá con voi. Tí chết, tưới tí mất cây luôn.
hình vừa rồi tí mất cây luôn. Xử lý chung cuộc cho đấy bị nhầm anh em. Nói họ cứ hòa hoài, họ đi tiên nó đánh hòa đi, đánh cờ rồi vào đánh cờ không cần thắng đi. Mình cưỡng cờ đấy. Thực ra là cái hình cờ đấy mình bị cưỡng. Nhưng mình giật về cái hình này được không? Về vị trí hoàng tử này là hợp lý rồi anh em nhỉ, đúng không? Đấy, nếu cần thiết mình ra đấu xe thì luôn đánh đánh cờ tản. Mình đấu được con xe là cờ cân ngang nhau. Bây giờ mình đang lép hơn người ta một voi. Lép người ta một voi. Đấu được xe là cờ ngang nhau. Đúng rồi, cái này bị đánh lại đấy, mình đi sai nhưng mà chỗ nhưng mà vẫn chơi được, cái cờ này vẫn chưa sao cả. Vẫn chơi được anh em, vẫn chơi được. Cờ mình ưu ấy, mình đi nhầm. Chiếu đi cho về đúng không? Tưởng rê đúng không? Bắt pháo đi, chúng tôi chạy vào hai nước đúng không? Giật về đây, giật về đây, họ giật về đây. Mình chạy vào hai nước thôi. Nào, giật về đây. Đấy, mình ném ngựa lên. Đúng không? Đã làm sao đâu? Đi sai đúng không? Sảnh đi đi mà rộng các bác ạ. Đúng không? Sảnh đi đi rộng hay. Thế có đều không anh em? Lép một tí nhưng vẫn chơi được anh em. Lép một tí vẫn chơi được. Lép một tí là hình cờ người ta đẹp hơn. Sĩ tượng người ta tròn. Xe pháo mã người ta thoải mái. Mình vỡ tượng này, sĩ siếc lung tung. Đấy, nó bị đấy. Vâng, xin chào bạn Võ Minh Thông nhá. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhá. Chúc phúc. Chúng tôi đánh cờ cực kỳ khoa học luôn. Cực kỳ khoa học luôn. Nào, giật về đây à? Giật đây mà sút ngay thì sợ cái gì đúng không? Ô, chiếu đây mình còn về tượng làm gì mình đâu, mình bổ vào đây được không? Đúng không? Giải quyết có tốt đầu nó để thông cái đường xe này. Chiếu đây chúng tôi về tượng. Anh em nhỉ, đúng không? Ôi giời, quanh nhau luôn. Đấy, mình thông được cái con xe là cờ mình nó khỏe ngay, anh em. Mất sĩ thôi, chấp nhận thì mới làm nào được, đúng không? Mất sĩ, kể cả mất sĩ mất tượng, như cây cối mình nó thoáng là được rồi. Đúng không anh em? Chiếu mình về tượng. Xác định hứa xử cởi trần đến nhau với mã siêu rồi, đúng không? Xác định thế rồi đúng không anh em? Đúng không? Giờ cờ này mình lép sĩ tượng như cây cối mình tương đối thoải mái anh em. Mình lép sĩ tượng như cây mình ăn thăm này đi đúng không? Cây cối mình tương đối thoải mái. Anh em nhá. Không sao đâu, chơi được đấy anh em. Chơi được. Mình lép sĩ tượng như cây cối mình tương đối thoải mái. Mình ăn con này đi đúng không? Thì họ làm gì còn cây đánh bình nữa đúng không? Họ làm gì còn cây đánh bình. Đúng không? Hình này là hòa đấy anh em. Này là hòa tiến xe đến đây đi được không? Bây giờ nha, mình thí xe vào pháo hòa nhỉ? Thí xe vào pháo hòa, mã tốt tượng hòa anh em, mã tốt tượng hòa một xe anh em. Đấy, ăn là pháo nhá, xong mình lên con tượng này. Đấy, lên con xe họ cậy nào mình ra đúng không? Hòa ngay. Cờ này hòa anh em. Thua đã được cái cho cờ này đây, thí xe vào pháo nhá. Xong mình lên con tượng này họ lấy gì họ đánh thắng mình. Mình có tượng mã giữ tốt đầu này, xong để tượng giữ mã, xong để tướng giữ tượng. Thế họ làm sao họ phá được cái liên kết này? Đúng không? Họ không phá được cái liên kết này đâu anh em. Hòa 5 năm rồi anh em. Đây là một cái thế hòa đấy. Đấy, bắt đấy thì chúng tôi lên tượng. Bắt đây nhá, ăn vào đây cho nó cho hòa cho nhanh nhanh em nhá. À, ăn vào đây hòa cho nó nhanh nhỉ. Đấy.
Ông chủ Hòa thì mình phải chấp nhận đi 50 nước thôi, đúng không? Hình này là anh Hòa rồi, đúng không? Đấy, lấy gì là anh? Lấy gì anh Trắng? Đấy, chúng tôi có thủ tướng, thượng tướng thôi, anh em. À. Tướng chúng tôi cứ thượng thụt trả đánh gì chúng tôi kín chút lộ luôn. Nhưng cái ván này do mình sai lầm từ Trung Quốc, cái sai Trung Quốc chỗ đấy mình đánh chuẩn tí là mình dễ thắng lắm anh ạ. Trung Quốc mình đánh chuẩn tí là dễ thắng. Xin họ hòa, không biết họ cho hòa không. Ông lại vần cho tôi mất đến 20 phút nữa. Khổ thân tôi quá các bác ạ. Mình hòa không vô hòa. Ê. Đánh nào thua chắc bảo Hùng Mai. Nào sàn thế nào được, chỗ này chúng tôi đỡ dẻo lắm. Chỗ này chúng tôi đỡ cực dẻo luôn anh em. Đấy cứ thượng thủ thôi, đúng không? Đúng không? Trung lộ chúng tôi nó dày dày kinh luôn. Hai lớp. Đấy, gần gì đi mỗi tướng đâu à, đánh cái gì đúng không? Đánh gì chả có đánh cái gì chúng tôi hết này. Thoải mái các anh đi thoải mái. Đấy các anh lên chờ lên tướng các ba các tư đừng có để mãi chúng tôi chiếu tướng bắt xe được. Đúng không? Đấy đừng có để mãi chúng tôi chiếu tướng bắt xe là được. Đấy. Đánh cái gì đâu. Đấy, lại thượng tướng ui, ai để cho các anh ăn tượng, ai để cho các anh ăn tượng anh em nhỉ, đúng không? Đấy, mình ném mã vào giữa thôi mình lại về thôi, đúng không? Mình đi con mã này mình lại về đây, cứ đi hai vị mã thôi, thua nào được nhỉ. Bạn chỉ cho tôi cái hình thua cái, bạn chỉ cho chúng tôi cái hình thua anh em, bạn chỉ cho chúng tôi cái hình thua cái. Đấy, bạn chỉ cho tôi cái hình thua anh em. Nếu bạn thử chỉ cho chúng tôi cái hình thua chứ. Đó nhá, để anh em nhận biết thêm một cái thế hòa pháo tốt, tốt tượng mã hòa một xe. Anh em nhá. Ai đâu, chấm mỏi, chấm mỏi, chấm mỏi. Chấm mỏi. Đúng không? Đấy, bạn chỉ cho tôi cái tua rồi. Xúc phong! Chúng tôi đánh cờ cực kỳ khoa học anh em. Đấy, hoa mà tôi bảo anh ơi, cũng ghê. Thắng thế nào được anh em, đúng không? Chúng tôi thuộc cờ tàn lắm anh em, chúng tôi thuộc cực thuộc cờ tàn luôn anh em. Quang vào ngay, quang cũng pháo ngay, quang cũng pháo ngay anh em. Chúng tôi đánh quang cũng pháo thạo lắm, chúng tôi đánh quang cũng pháo cực thạo luôn anh em. Đây cực thạo luôn. À, vào đấy đi kệ thôi đúng không, vào đấy đi chúng tôi xem nào, chúng tôi lên một tượng đã tính tiếp đúng không. Đấy là chúng tôi ra đây chúng tôi nhòm được biên được không, hay thúc của tốt này lên trước đúng không, thúc của tốt này lên trước ra biên nhòm được biên anh em ạ. À, vụt lên đây là mình được con tốt rồi, sướng quá chỉ luôn nhỉ, sướng tê người luôn. Đấy nhá, anh em nhận biết được một số cái thế cờ hòa anh em đánh thì nó sẽ hay hơn đúng không, nó sẽ hay hơn rất nhiều. Đấy kệ thôi, bắt con này bắt mã đây à, vật lên đây bắt mã nhảy lên biên đánh cho nó máu đúng không. Tốt nhảy lên biên này xong thúc tốt biên lên này, anh em đúng không, xong thúc tốt biên lên thúc tốt biên lên mình nhảy mã lên 8 mình đánh bắt lại xe mình đánh. Thế mình đệ. Đấy, mình ra xe đây được không? Hay là liệt sĩ? Liệt sĩ đã đúng không? Liệt sĩ đã, cho nó khỏe đã.
Đúng rồi, thứ sáu là chuyên đề mới đấy bạn Châu Anh Tường. Chuyên đề đi tiên thì là pháo đồ mã đội song hành xa, đi hậu là Phật cũng là chính quy. Bạn nhá, nước sau chúng ta cũng có thể thí này. Ra đây à? Ra đây không hay lắm nhỉ. Chính ra mình thí trước cơ, mình nhảy lên luôn thì phải hơn đúng không? Ra đây bây giờ mình không lên được. Mình lên nó vật sang. Đây mình mở con tốt này. Ghê nhỉ? Thôi được rồi, ăn đi ăn nữa đúng không? Chấp nhận đổi rồi đúng không? Thúc con này lên, họ vật đi mình vật về. Mình ăn lên mình vật về đúng không? Mình để họ đổi mất phí, hơi phí. Hơi phí anh ạ. Mà vật đi. Vật đi mình ăn lên. Đúng không? Thì cái con mã này ở lỏng này, đúng không? Đúng không? Mình vật về. Còn vật sang thì mình đi xem một mình bốn. Mình tấn công kích con ngựa này, đúng không? Con ngựa 7 này. Con ngựa 7 này nó bị lỏng. Bị lỏng con ngựa 7 và sĩ tượng nó chưa lên. Họ yếu mình hai cái lộ đấy anh em. Thứ nhất là sĩ tượng nó chưa lên và hai nữa con ngựa 7 lỏng. Đúng không? Bây giờ mình chọc đây cái là con ngựa này lúng túng này anh em. Đấy là con ngựa này rất lúng túng, hoặc là mình vật đây nhá cho tượng lên một tiến bắt đôi. Nó vỡ tượng này anh em. Đấy có hai điểm. Có hai điểm. Pháo ăn ngựa xong rồi thọc mất đôi là họ vỡ tượng. Anh em thấy không? Đấy. Ô, bóng ném thế nào được vật kim tứ đồ. Ôi, tôi đã nhay thế này sao bóng ném được. Chúng tôi đánh cực cay thế này anh em. Lớp bóng ném là thua xong ném cờ bạn 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 Nguyễn Tuấn hãy lao lên đúng không, lao lên thì mình xem nào, mình tiến lên một nước hoặc lao xuống đây tiếp à, có hay không nhỉ? Tiến đầy nước hoặc lao xuống đây tiếp hay mình chạy ra đầy nước, chạy đầy nước hợp lý hơn đúng không? Nước sau mình ấn con pháo lên nước mình vội hóa con ngựa cũng rất hay này anh em, đúng anh em, mình ấn con pháo lên nước mình vội hóa con ngựa à, quánh ngay à. Ừ. Thế mình lên đây mình bắt đi đâu nhỉ? Ừ, anh này đi cờ hơi kỳ à, vòng về có nước vòng về hay tiến đây bắt, có nước vòng về anh em, có nước vòng về hay là thúc con tốt đầu lên vô hiệu hóa con ngựa đi, không cho về được không anh em, vô hiệu hóa ngựa tiến lên bắt ngựa đi, vòng về đây, vòng về đây qua đây bắt tượng, lên tượng, lên tượng chọc pháo bắt tượng có được không? Đấy bây giờ cái chỗ này chung cuộc chỉ tìm con điếu tấn công thôi mà anh em, hay là mở con tốt đầu lên không cho họ đánh mình đúng không? Ôi gọi vội hóa ngựa đi đấy. Đấy, nước sau mình pháo 8 bình 6 hay là chết ngựa đây nhỉ? Họ không cẩn thận mình pháo 8 bình 6 chết ngựa này. Anh em, đúng không? Làm sao bình tiên là bạn Hùng Mai, cái con ngựa này người ta bị mắc này. Con ngựa này xấu này, con ngựa này chuẩn bị công kích này, sĩ tượng chưa lên đúng không, cái độ chắc chắn của họ không có, cái độ chắc chắn của họ không có là họ dễ bị công kích cho con ngựa này lạc này, con ngựa này lạc này, sĩ tượng chưa lên này. Đấy những cái mà họ đang còn thiếu đấy bạn Hùng Mai, sao bình tiên được. Ăn pháo về luôn thì họ vẫn vẫn ăn pháo sang. Không đấu con xe, con xe hàng tốt họ nguy hiểm, mình đánh này mình đánh một mình sướng quá làm gì nữa. À cắm pháo đáy thì họ về ngựa chứ bạn Thắng Lê, bạn mà cắm pháo đáy thì họ hồi cái con mã 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 4 thoái 6 về mình đánh gì, mình có mỗi con pháo mình lạc lõng rồi đấy đánh gì đâu đúng không, mà trong khi đó cái con mã 3 mình đang kém phát triển đã lên được đâu anh em thấy không, chắc chắn thôi chứ cái con mã 3 của mình nó vẫn đang kém phát triển.
Đấy, họ phải ném xuống, nên ném xuống mình thọc lên bắt ngựa là khó chịu anh em. Chọc lên bắt ngựa thì họ phải lên xe giữ, mình sang đi bắt tượng, mình cắm pháo giác, mình đánh hai pháo, chỗ này là nguy hiểm anh em, đúng không? Xúc phạm chúng tôi đánh cờ cực kỳ khoa học anh em. Đấy, mình dùng xe hai pháo mình đánh chỗ này họ cũng nguy hiểm đấy anh em, đúng không? Nó còn một nước nữa là mình có thể mình lên mã đây, mình bắt mã này thì họ lao ngựa xuống đáy hoặc là vòng ngựa về đây sang bắt tượng một cái, họ lên tượng đâm xe bắt tượng, đâm pháo, đâm 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 pháo bắt tượng đánh luôn anh em, đúng không? À, hợp lý không? Sang bắt tượng, họ lên tượng đâm pháo bắt tượng, họ lên xe giữ chọc pháo tắc tượng bắt tượng, đúng không? Oanh luôn, tìm con yêu tấn công xung phong ăn pháo về à? Ăn pháo về tôi sợ có họ có những cái đòn khác. À, ăn pháo về thì hợp mình hơn tốt biên, đúng rồi, cũng hợp lý đấy anh em, cũng hợp lý đấy anh em ạ. Ăn pháo về là mình hơn tốt biên, cũng hợp lý đấy anh em. Đấy, mình chọc cái pháo đây mình bắt con tượng đáy này, đúng không? Cực kỳ nguy hiểm luôn anh em, đúng không? Hay lao mã lên đây trước, cô không cần lao luôn, cực kỳ nguy hiểm. Xin luôn tượng đáy, khó chịu ghê luôn anh em, đúng không? Đôi bên cùng nhau bắn, anh bắn em đau em khóc ầm cả lên. Nó phản nào, bạn phản nào, đang chúng tôi đang đấm nhau hay này mà bạn bảo phản, trời ơi là trời, chúng tôi đang đấm nhau hay đến nay xe hai pháo đánh một bên rồi phản rồi. À, tướng 5 tấn 1, ôi, tướng 5 tấn 1 thì rụng rời chân tay anh em. Tướng 5 tấn 1 là rụng rời chân tay ngay đấy. Sao làm gì có nước nào ném mang ngoại tàu đâu. Con mã của họ đang ở đấy, làm sao mà ném mang ngoại tàu được. Bây giờ mình ấn cho một nước được không nhỉ? Ấn xe một nước, mình đang dọa chiều tướng bắt xe. Đúng không? Ấn một nước là đi đâu nhỉ? Kỳ lạ. Đúng không? Anh này buồn cười quá, đang dọa giật chiếu tướng bắt xe, họ thụt thì mình ăn tượng đấy, là họ nằm rồi, là họ nằm rồi anh em. Chim gặp bác chào Mao, chào bác. Chim gặp cô Sơn Ca, chào cô. Ai hát hay quá anh em ạ. À, vâng, xin chào bạn Thọ Nguyễn nha. Mã 8 tấn 7 bây giờ chúng tôi rút chiếu bắt bắt xe sao? Pháo 6 thoái 1 chiếu bắt xe này bạn bạn Hùng Mai này. Sau 6 tháng 1 bắt xe là bây giờ phải lo nước giúp chứa bắt xe chứ. Đúng rồi. Vâng, xin chào bạn cơ tướng tuyển chọn nhá. Cảm ơn bạn. Chúc bạn một buổi chiều vui vẻ nhá. À, đúng rồi, họ lên tướng chế nhịp, đúng đấy. Đúng đấy. Có thể họ cứ nhắm mắt nhắm mũi chém mã 8 tới 7 xuống là cũng đánh nhau được đấy, đúng không? Họ lên con tướng nào bị lỡ nhịp đấy. Đấy, đây này bây giờ mình rút chiếu đi được không? Xem mình rút chiếu đâu nó hợp lý nhỉ? Đúng không? Đấy. Rút chiếu xong mình ăn tượng.
đúng không? Anh mình rút cái con pháo về cái hạc này, này. Chiếu xem cái vị trí pháo nó nằm ở chỗ nào nó hợp lý. Hay rút về đây. Chiếu xuống. Xong mình ăn tượng. Ăn tượng. Có một chút vào sĩ. Mình rút về đây rồi đúng không? Rút về đây kẹt con ngựa. Sau này mình lợi nước ngựa. Mình lao lên mình oánh. Đúng không? Anh em nhỉ? Rút về đây. Chưa có điểm gì đánh. Họ chuẩn bị ở sang đây đấy. Đúng không? Họ chuẩn bị ở sang đây. Rút về cái hàng này hơn. Phải xuống tướng luôn. Xuống tướng rút xin con voi luôn. Phải sang xe đây. Đúng không? Xuống tướng lắc sang đây. Anh được không? Lắc sang đây mà họ lắc sang là mình vật về đây cho mình ăn sang mã này. Đấy, mình đang có nước ăn mã. Này. Đúng không? Lắc sang đây chưa? Đấy này nó bị vỡ vỡ tượng đúng không? Bị nát cờ rồi anh em. Đấy mình giật chiếu bắt xe được không? Và giật xe về mình bổ vào đây chiếu. Anh em nhỉ? Đúng không? Đá xuống như này anh em. Chiêu. Bốp. Vỡ hết cả chùm vại. Vỡ hết cả chùm vại anh em. Thoái một thôi đúng không? Nghe con xe này cứ đứng lên ngắm ra thoái về đây. Thoái về đây họ lên bắt mình lại đâm. Đúng không? Họ không bắt pháo mãi được mình được. Thoái về đây sút đầu cái là xong anh em. Mời anh sang lớp bông nem đúng không? Mồm tôi ngoắc tất mang tài luôn anh em. Đấy, ăn xuống oánh nhai oánh nhai oánh nhai oánh ăn xuống mới ăn có ăn sang bên này là xong rồi. Ăn sang bên này là xong, ăn sang bên này sút tướng ra. Sút tướng ra chưa chắc đã hay nhỉ. Em xe về. Em xe về sau này mình ra mặt mình oánh đúng không? Rồi em xe về. Kê con pháo này vào đầu nó mới tác dụng hơn anh em. Đấy này là cờ lép lép nặng, bây giờ mình đưa con pháo 16 bình 5 cái lọ thua anh em, vỡ cờ luôn. Bốp bốp điện ốp đúng không? Vạn Hoàng Thượng Long bốp bốp điện ốp, nếu nó lên tượng như thế này đen khó đi đó. bạn Nguyễn Thái Sơn, hình này đen khó đi đó. Nếu không lên tượng này, nước sau mình có nước mình chém xe về tốt 7 chiếu này, xong mình chém vào tốt đầu chiếu là lỗ đến bao nhiêu tốt anh em, lỗ nhiều tốt. Đấy, nước sau mình đi pháo 6 bình 5 là họ dễ thua lắm anh em, họ dễ bị pháo lồng, tại vì mình chém ra bên này này. Mình chiếu này họ phải gác sĩ xong mình đánh cả cái pháo này đưa vào trung lộ là pháo lồng kệ nữa đúng không, cứ đưa vào đây đúng không, đâu có làm gì đâu đúng không. Ơ à, thế chết rồi, đi nhầm rồi ơi ơi ơi, đánh cờ đi 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 quá đà, quá đóng pháo vào đầu lại chạy pháo sang bên đấy. Đấy các bạn thấy tai nạn rồi, tai nạn rồi anh em. Ê, có đều không như anh em đóng pháo vào đầu để chạy pháo ra đấy mới đều. Đấy đôi khi là hay bị trượt tay đấy nha. Đôi khi này bị trượt tay đấy anh em ạ. Thế đều không như thế. Nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi anh em ạ. Không sao, bôi cao sẽ khỏi. Lao ngựa lên oánh thôi. Đúng không? Bây giờ nhắm mắt nhắm mũi mà oánh đi chứ anh em. Đúng không? Cơ kỳ lạ ghê. Kỳ lạ ghê đúng không? Nhảy mã đây, nhảy mã tàu đúng không? Còn đòn cuối cùng của thạch xanh nữa. Đúng không? Chém tượng thì không hết được đúng không? Anh em. Chém tượng chiếu mình còn xuất ra không hết được đúng không? Cái con cái giật bột này. Chém đây. Họ có thể họ về sĩ. Đúng không? Họ có thể họ về sĩ hay mình chạy ra đây, mình nhấn một. Giật một. Mình vẫn không cho đảo sĩ anh em. Đúng không? Không chọn đảo sĩ. Đảo sĩ là con xe đã lên được này. Ôi đành này. Dùng cờ tới thấp tính tới nóng đấy anh em. Không còn con đường nào khác rồi anh em. Lao mã xuống nữa mà oánh rồi đúng không?
không còn con đường nào khác anh em. Thế có điều không? Thế có điều không? Thế có điều anh em. Tự nhiên nó có pháo mới lại đi bị quá đà thừa xăng anh em. Tai nạn quá anh em. Đấy, đi bị quá đà đấy anh em. Thừa xăng. Nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi anh em. Hôm giờ bôi cao ông người thật, bây giờ chúng tôi ném ngựa biên là xong anh em. Ném ngựa biên là các anh hết đỡ luôn anh em. Các anh mà để chúng tôi ném một ngựa biên là hết đỡ luôn. Có thế thôi, thế mà thua đấy đúng không? Đi nhầm nhưng mà vẫn thắng mới đều. Thế mà thua đấy anh em. Tại con xe này họ bị cùm này anh em. Họ nô lên là mình đâm như một nhát. Đúng không? Xe họ bị cùm. Con xe họ bị cùm không 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 thoát được. Đúng không? Dùng chiêu cuối cùng của Thạch Xanh, cơ tôi tốc tính tiền nóng mặt Phạm Huy Hòa. Không được, không được, không được. Anh lên đây chỗ đấy là không được, không ai được. Chiếu đây họ về xe ném mạ vã vào giữa để họ lấy rượu đỡ anh em. Đúng không? Không họ lấy gì ở đỡ nhỉ? Chưa nhìn thấy được đỡ đúng không? Mời anh đi về. Ấy mình ném mã vào giữa này. Chim gặp bác chào mèo chào bác. Chim gặp cô Sơn ca chào cô. Ai hát hay quá anh em. Đấy lúc ấy đi vì quá đà đấy bạn. Bạn Trần Phương đi thắng pháo vào mồm ngựa. Vâng, xin chào bạn Mr. Hook nha. Chúc bạn một buổi chiều vui vẻ nhá. Thế mà để thế mà thua đấy đâu. Thế mà thua đấy. Chúng tôi đánh coi như cơ tới tốc tính như nóng vẫn thẳng. Thế mà đều. Thế mà đều anh em. Cục luôn được chưa nhỉ? Cục luôn không anh? Chiếu đây họ ra. Ra mình đâm xe chiếu. Họ thượng mình giật pháo chiếu. Họ lên xe. Đã hết chưa nhỉ? Chiếu đây họ ra, ra mình ấn bắt sĩ. Họ về sĩ, ra mình ra bắt sĩ. Được không nhé? Ra bắt sĩ thì họ đi đâu? Đấy, cái chỗ này chúng tôi phải phải oánh cẩn thận chứ không là họ oánh cho mình cái gục ngay đấy anh em. Đúng không? Hay chém đây chiếu. Chém sĩ chiếu đây được không? Về sĩ. Về sĩ mình vòng với đây chiếu. Mút xe ngay. Họ ăn ra đây. Ăn ra đây mình chém đây chiếu. Họ tiến xe lên đây sao? Nên mình chiếu đây hết ngay. Đúng không? Ăn xe ra đây mình chém đây chiếu, họ xuất ra mình vòng ngựa về đây chiếu đây, họ hết cờ ngay, buộc chém sĩ chiếu họ xuất tướng ra, xuất tướng ra mình chém ra tốt bắt cục, họ vào tướng đúng không? Tốt, tôi đánh cờ cực kỳ khoa học, sát pháp chúng tôi học thạo lắm anh em, sát pháp chúng tôi cực thạo luôn anh em. Đấy, bây giờ chỉ có một là về sĩ hay ra tướng thôi đúng không? Không còn có đường nào khác anh em, không còn có đường nào khác anh em. Pháp pháp chỗ này chúng tôi cực thạo. Đấy bây giờ ra tướng thì chúng tôi chém cho nó bắt hết. Có thế rồi. Đúng không nhé? À, chém cho bắt hết mà họ vào tướng chúng tôi về ngựa để chúng tôi chiếu là hai đường hết. Sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được anh em? Gục luôn anh em. Gục luôn. Chim gặp bác chào mào chào bác. Chim gặp cô Sơn ca chào cô. Ai hát hay quá anh em. Đấy họ thua ván này là họ mới là người dùng đòn cuối cùng của Thạch Xanh anh em. Đấy họ mới là người dùng đòn cuối cùng của Thạch Xanh. Anh này kém tắm quá. Kém tắm quá bạn Sơn Lâm ơi. Mã 3 tuần 2 thì tượng. À mã 3 tuần 2. Ừ, đúng đấy. Mã 3 tuần 2 hay đấy bạn. Bạn đúng rồi. Nước mã 3 tuần 2 nguy hiểm. Mã 3 tuần 2 mình phải lên sĩ là mình cũng dễ đi đúng không nhỉ. Mã 3 tuần 2 thì phải sĩ 5 tuần 6 thôi.
đỡ được anh em, đúng không? Một là về sĩ, hai là gia tướng, cũng còn có đường khác. Đấy, về sĩ mình giật về đây chiếu tướng bắt xe này, đúng không? Họ phải ăn pháo mình chém để chiếu, họ xuất ra mình. À... hay mình vòng về đây chiếu, mình vòng về đây chiếu mới cao. Họ tiến xe lên hai nước. Hay bây giờ như mình về đây chiếu bắt xe, họ ăn ra pháo mình xuất tướng ra. Thì họ lấy gì họ đỡ được quân sĩ nhỉ? Về mã chiếu nhá. Họ phải ăn ra pháo mình xuất tướng ra trước. Đang dọa ăn xe xuống sĩ cục. Thì họ lấy gì họ đỡ, đúng không anh em nhỉ? Đúng không? Đánh đúng xe mã toàn tài luôn, đúng không? Anh em. Chiêu! Ngự giá tân trinh chưa? Ngự giá tân trinh xong. Mời anh sang lộp bông nem, đúng không? Đấy các bạn thấy không? Sát cục chúng tôi đánh giận người lắm anh em, phế hết cua nhà cái nhết này. Sát cuộc chúng tôi đá cực kỳ giận người luôn. Đấy, thế là xong rồi. Chim gặp bác chào mào chào bác. À, may quá, vẫn còn đòn này của Thạch Sanh anh ạ. Vẫn còn đòn này của Thạch Sanh. Nghe mới ghê nhỉ. Chém chiếu xuất ra. Xuất ra mình giật về đây bắt hết. À, mình đâu bây giờ mình có bắt hết được đâu nhỉ? Hay quá nhỉ, vẫn còn nước về mới đều. Thôi là đánh cờ tàn nữa đúng không? Hay là ăn mã vào. Cuối cùng loanh quanh không đánh gì họ mới ghê anh em ạ. Chém chiếu xuất ra. Chạy xe qua lộ này. Họ tiến xe lên đây. Mã 7 tấn 5. Họ chạy xe lên. Ừ, xem thế nào. Cháu về đây này, hỏng rồi, hỏng rồi anh em. Hỏng rồi anh em ơi. Cháu về đây. Cháu đây lấn bắt. Hỏng rồi anh em. Cái này về đây thì sao đỡ được hết. À về đây mình thoái ngựa, về đây mình chiếu nhỉ, đúng không? Vẫn chơi được. Vẫn đánh nhau ạ, à. Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn. Chưa thua rồi. Mình tưởng mình đánh thắng họ rồi mà không thắng được. Hay quá họ đỡ, hay quá anh em. Đấy các bạn ấy đi nhầm con pháo dở thế đấy anh em. Đi nhầm con pháo dở thế. Thế mình chiếu đây thua luôn à? Chiếu đây thua luôn. Chiếu đây thượng lên vỗ cái luôn. Mời anh sang lớp bông nem đúng không? Rồi nói chung là vẫn vẫn may anh em. Đi nhầm con pháo. May vẫn chiến thắng anh em. Đôi bên cùng nhau bắn, anh bắn em đau em khóc ầm cả lên. Tiếp tục bình phong mã lưỡng đầu xà nhé. 1 phút quảng cáo. Học viện Thăng Long Kỳ Đạo mùng 1 tháng 4 này tổ chức khai giảng 1 khóa mới. Nếu các bạn tham gia thì sẽ có những cái tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất, các bạn được tặng một thiên thiên tượng kỳ miễn phí. Thứ hai, các bạn được tặng quyển cẩm nang sách cờ do Thăng Long Kỳ Đạo sản xuất. Thứ ba, các bạn được vào trong web hộp cờ.vn để xem 500 clip và 8 chuyên đề rất hay. Thứ tư là các bạn được vào 2 khóa học trước để xem các bài giảng của các thầy. Và thứ năm là các bạn học được 5 đường đao mới anh em nhé. Phản nhập trung pháo luôn. Phản nhập trung pháo luôn anh em. Nên xe giữ đi đúng không?
để mình có lên tượng, để mình có lên được cái con ngựa này này, đúng không? Bây giờ mình lên tượng là nó ăn ngay, đúng không? Sau đây mình có nước cờ tiến pháo bắt chết xe, không cẩn thận dình nước cờ bắt chết xe. Đấy nhá, bạn nào muốn tập cờ nhanh tay đăng ký Zalo 0935356789 bạn nhá. Bạn Duy Khánh nhá, bạn nhắn tin Zalo 0935356789 bây giờ giật Tiến này bắt được không? Tiến này bắt thì họ phải ăn về tốt mình lên tượng mình bắt. Đúng không? Họ lại giật về mình chém ngựa lên là đẹp trai đúng không? À, ấn tôi xuống. Ấn tôi xuống thì mình ném ngựa lên được không? Ấn tôi xuống mình ném ngựa lên. Đúng không? Bắt xe. À, học khai cuộc thứ nhất là phi đao phi tượng. Thứ nhất là phi đao phi tượng. Thứ hai đó là pháo độ mã đội song hành xe. Thứ ba đó là trung pháo phá tiên nhân. Và thứ tư đó là nghịch pháo phá trung pháo binh ba. Và thứ năm đó là phản cung hạ chính quy anh em nhé. Ngoài ra còn được tặng hai khóa học trước. Tặng nick thiên tiên tự kỳ, tặng sách cờ anh em nhé. Thế mình ăn sĩ lên thôi đúng không? Càng khỏe nhỉ. Đấy các bạn ơi, bình phong mã đứng ở xà đá cực bền luôn anh em. Cây cối cực thoáng thì ăn về đấy, đúng không? Đúng không? Chúng tôi ngon, chúng tôi no, chúng tôi ăn về đấy. Được không? Ăn về đây nhảy ngựa lên đây à? Nhảy ngựa lên đây thì chúng tôi cứ lên tượng ra xe thôi, được không anh em? Hay là lao đây? Lao đây bắt xe. Lao đây bắt xe, xe ăn về tốt rồi. Xem tốt mình ném để bắt xe tiếp cũng nặng đòn lắm đúng không? Xúc vào ngựa phi như điên cuồng giữa cánh đồng dưới cơn giông và trên lưng cao ngoan nhưng vết roi vẫn in hằn này hạt hay quá nhỉ. À, học viên cũ được giảm đáng giá là học một khóa học thì 1,2 triệu, học viên cũ còn 900. Bạn Nguyễn M. Duy Khánh, học viên cũ còn 900 em và các bạn mình ở dưới khám nhá. Ăn con này đi, có hai hướng, một là ăn con này đi này, hai là ném đi bắt xe tiếp. Ném đi bắt xe thì xe họ ấn một chiếu đi họ có nước về ngựa. Đúng không? Họ vẫn còn nước về ngựa chưa hẳn đã hay. Ăn con này mở đường cho xe ra cũng hợp lý đúng không anh em nhỉ, đúng không? Ăn con này mở đường cho xe ra hợp lý. Lúc sau mình ra ra nhanh con xe đấy anh em. Xe cộ phải tìm cách ra anh em. Không ra là căng đi anh em. Xe cộ là phải tìm cách ra. Đến lúc sau có thể đi phòng sau thứ hai xong bắn xe ở chỗ điểm này này anh em này. Có rất nhiều điểm đánh hay anh em. Có rất nhiều điểm đánh hay. À, thúc lên à. Chắc phải chém này đúng không? Vì con mã này đang đang không có đường đường chạy. Chém rồi đúng không? Lên tượng âm mưu bắt xe anh ấy. Lên tượng âm mưu bắt xe, lên tượng tiến pháo đầy à? Hay ra ra pháo đầy trước. Cho vào đầu mình lên tượng đúng không? Chờ xe đã. Đấy mình lên con tượng. Lên tượng nó xong mình tiến pháo đây là chiếc xe đây nhỉ. Lên con tượng bên này, lên tượng bên nào ấn đây, có hay không? Đấy, ở đây khỏe quá, chạy ráo rác này, chạy ráo rác ngay anh em, tiến xe cướp Nha Đình được chưa? Anh em đúng không, 80 cuộc cần nên làm đúng không, cướp Nha Đình ngay, cướp Nha Đình ngay, chúng tôi khôn lắm, chúng tôi khôn lắm. Vâng, xin chào bạn Cao Thanh Dương nhá, chúng tôi cực khôn luôn các bạn nhá. Một trong 80 cuộc cần nên làm là thứ nhất là vào pháo đầu, thứ
thứ hai là đâm pháo giác này, thứ ba là pháo ba tác dụng này, thứ tư là pháo tấn công một lộ mã kém phát triển này, thứ năm là mã hoàng tử này, thứ sáu là mã ngọa tào này, thứ bảy là xe thông nhai đình này, và thứ tám là sự khống chế các cây của đối phương. Đấy, nhưng mình cứ đè vào đây thôi, đúng không? Cứ đè vào đây thôi, đúng không? Các anh cho tôi đè là chúng tôi đè ngay, chúng tôi khôn a, vật chiếu tướng bắt xe, mình tiến pháo lên anh hai nước được chưa? Để mình đóng pháo vào đầu được không? Đúng không anh em? Được chưa? Vỗ cho một nhát đi đâu nhỉ anh em? Vỗ cho một nhát đi đâu? Họ có dám bỏ pháo trống không nhỉ? Đúng không anh em? Họ có dám bỏ pháo trống không? Họ có dám bỏ pháo trống không anh em? Đấy, mình vụt cái pháo đi, họ đỡ chóc mình đúng không? Nghĩa là ưu rồi. Đấy, nước sau mình cầm quân tượng bổ lên đây là đẹp vô cùng tổ quốc tơi rồi, đúng không? Hả anh em? Đấy, bổ quân tượng lên đây là bền rồi đúng không? Hay là không cần bổ? Tốt này họ xuống rồi. Không xuống được đúng không? Hay là mình đấu xe đi? Đấu xe đi, ăn đi, con tốt này cũng mất là mình bị đè, mình hơn bị đè. Anh em, tôi cũng đấu xe đi nhá. Đánh cơ tàn, mình đè hơn vị đè mã. Đấu xe đi. Không, 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 chứ hòa cờ chúng tôi đang yêu. À, đánh, không, tôi không đánh cờ bạc, bạn đúng phát ạ. Không đánh cờ bạc, không chơi cờ bạc anh em ơi, chơi cờ bạc công an nó bắt đấy anh em, không nên chơi cờ bạc. À, xuống đấy đi, mình vòng về thôi được không? Ăn về nó lao lên mình sút sút con tượng, đúng không? Hợp lý rồi, chúng tôi xin con tượng là ngon rồi, đúng không? Yêu cờ tàn thì cần xin con tượng, anh em. Đấy là mình yêu tốt đầu yêu tượng, là họ phải nằm đấy nên mình lại đè, đúng không? Lại ti vào đè là hai anh em. Lại tì và đè là anh em lên mai ngu chúng tôi lại xin con này, chúng tôi khôn lắm, chúng tôi nhai rau giấu luôn anh em. Họ nhảy lên đây à, nhảy lên đây mình lại vào mặt mình đứng luôn, cứ này còn tốt đã giới tính luôn, cứ này còn tốt đã giới tính, hay là sút luôn. À, sợ quá anh em, sợ quá rồi anh em. Ăn đi xong sang đi bắt tượng, sang đi làm con voi ngon quá anh em, làm con voi đúng không? Trung Quốc tìm con đường tấn công mà anh em, đúng không? Cứ làm được con gì là nhai hết. Chúng tôi nhai hết anh em ạ. Chúng tôi nhai hết, không từ, đúng không? À, thuê chúng tôi lên à. Anh canh này thuê chúng tôi lên rồi. Thuê chúng tôi lao sang bên này bắt tượng được không? Lao cho mày bắt tượng được không? Nhảy mã ngoại tàu được chưa? Anh em. Hay là nhốt con này lại. Con này có lao xuống cũng không có cái điểm gì đánh đúng không? Đi nước tốt đã. Tránh nhà. Cái chỗ này đánh khéo thì thắng. Chỗ này đánh khéo thì thắng anh em ạ. Đấy này mình hai tốt, dương hai tốt mình đánh khéo là mình thắng, không cẩn thận là dương ba tốt luôn anh em nhé. Đấy mình lên con sĩ đã đúng không? Xem lên con sĩ bên nào, lên con sĩ bên này thì đúng không? Nó khỏe ra. Đấy thế thôi. Thế là ngon rồi. Thế là chúng tôi ngon rồi anh em. Chim gặp bác chào bao, chào bác. Chim gặp cô Sơn Ca, chào cô. Ai hát hay quá anh em. À, lao đấy được sau treo tượng lên đúng không? Lao đấy. Bây giờ cái chỗ này mình phải đánh khéo anh em. Không là khó thắng lắm. Hay thúc tôi đầu lên trước đúng không? Treo tượng lên mình vào đây thôi đúng không? Không làm gì. Đấy, đánh dần dần là thắng anh em. Hơi lâu tí. Đánh dần dần là thắng.
Đấy, bây giờ mình giật về đây bắt mã cho họ về đi, rồi mình đóng ở giữa mình tìm cách sang. À, họ giật về đây tấn công con này, tấn công này mình vòng về đây đúng không? Tìm cách sang tốt đấy anh em. Thế mình đóng ở giữa. Anh em, đúng không? Cho họ về đi, về mình đưa vào giữa. Đấy, mình tìm cách sang tốt là họ phải khó ấy đúng không? Xuống. Càng thích đúng không? Càng thích anh em. Về. Không về đâu, đầu tượng đứng này là khỏe re đấy anh em. Là khỏe re luôn. Anh em nhá, về đầu tượng đứng là khỏe re luôn. Về đầu tượng đứng là khỏe re luôn. Đấy, được sau sang có tốt là nằm thì sao đỡ được luôn. Sang có tốt là nằm, sang hai tốt liền quánh là chết, sao đỡ được. Đấy, bây giờ sang tốt thôi. Ở đây khỏe quá. Đấy, mình rẽ ra đây bắt mã là con mã này họ lại về này đúng không? Đúng không? Cho về mã đi, không cho đứng mã vị đẹp đúng không? Cho về mã bớt. Rồi mình sang nó con tốt này thì là nằm. Anh em nhá, đấy, có cái cách mình đánh nó đảm bảo chiến thắng anh em. Đấy, thì bây giờ mình kệ thôi, mình sang nốt con tốt này thôi. À, ném lên đây à? Ném lên đây. Ném lên đây bắt. Bắt thì mình về thôi đúng không? À, bắt đôi. Đấy, mình ấn đây. Đi. Ném lên đây. Ném đây mình vòng về. Sang tốt này, ném lên đây, bắt mã. Bắt mã đổi mã có hòa không nhỉ? Đổi mã dễ hòa quá đúng không? Bắt mã mình về mình xuống tốt đây bắt hoặc ném lên đây bắt thì mình vòng về thôi. Đúng không? Mình đánh dần dần thôi. À, vòng về họ ăn tốt mình sang mình bắt bắt chết lại ngựa đúng rồi, đúng rồi. Không sao. Đấy, mình về thôi. Chưa dám ăn tốt anh em, ăn tốt mình ra đây bắt chết ngựa. Anh em nhé. Đánh dần dần như anh em. Đấy, mình sang nốt con này hai con bây giờ mới đỡ được anh em đúng không? Chúng tôi sang cả hai con nó đánh sao đỡ được. À, lao lên đấy, lao đây chúng tôi bắt đối tượng chết chết tượng rồi, chết tượng rồi, chết tượng rồi. Chết tượng rồi, anh lại đi sai rồi, anh lại đi sai anh em ạ. Anh lại đi sai rồi, chém chém chiếu họ lao đây. Họ lao đây thì mình có được gì không? Mình cùng lắm mình về tượng. Đúng không? Anh em nhỉ? Chém đây này, họ lao đây. Họ lao đây mình tham ăn chiếu tướng một cái. Họ thượng lên mình giật về mình đấu xe. À không đấu được xe, mình xuất tướng ra trước. Đúng không? Xuất tướng ra trước, họ ném đây mình giật về mình đấu xe là đẹp, đẹp choài. Đẹp choài. Lao đây mình ra với này được nhưng mà mình tính mình tham mà. Mình tham ăn có sẵn. Thì. Anh em tham ăn quá trời quá đất ông này nên tham ăn quá cơ. Đấy mình ra tướng trước đi. À, ra đây à? Ra đây mình giật phía đây mình đấu. Ô đánh này à? Đánh này có thua không nhỉ? Ô đánh này hỏng rồi. Có thua không nhỉ? Giật phía bắt tốt. Tôi chết rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Chết rồi, vừa mới khen đá khéo cái lại hỏng ngay anh em. Vừa mới khen đã khéo ngay là hỏng ngay, cho con tượng lên là giật cái bắt tốt thì mình đánh gì nữa. Đây ở thúc đây, đây, ăn đây, đây, tôi được gọi chấp nhận. Biết làm nào đánh xe tốt vậy. Họ về đây. Về đây hòa mất. Chưa giờ đánh ván cờ hỏng, ván cờ này anh em. Hỏng rồi. Hỏng rồi anh em ơi. Hỏng rồi anh em ơi. Giữ cứ đứng nguyên ra nhỉ, làm gì họ đâu nhỉ, không đâm ra mình đánh sai chết chứ, cuộc này đánh giờ quá anh em. Thôi được rồi, cho họ hòa cái khác anh em nhé, đúng bao hòa chích chòe, bạn Trần Lâm nói chính xác, cứ mãi bao hòa chích chòe cờ yêu yêu đống lanh quanh hỏng hỏng đúng không nhỉ? Đấy các bạn thấy không? Cho nên là khi mà chúng ta càng ưu thế là có một cái bài học của chúng ta càng phải 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 trân trọng anh em, phải trân trọng anh em nhé. Đấy, đấy là một cái bài học đấy, cờ đang ưu cũng để như này mà các bạn vào giải toàn quốc các bạn đánh là mất mất đoan mất nửa điểm, mất đoan mất nửa điểm.
Mất đoàn mất nửa điểm anh em. Phí quá anh em. Đấy, cứ thế này mà đá thôi. Cứ thế này mà đá thôi. Anh lại lui như anh bảo rồi. Đòn Bình Phong Mã đứng đầu xà. Tôi đánh từ 2019 đến giờ chưa thua ván nào. Chỉ hòa mới được mà anh em. Đúng không? Đúng không? Anh lại lưu ý, anh nói rồi. Anh nói rồi chỗ này anh thảo lắm. Anh nói. Đấy các bạn nhá. Khai cuộc luôn là thiên hạ luôn. Anh hùng luôn anh em. Đánh cực bền luôn anh em. Bước đi vững vàng ở hàng ngũ 9.3 anh em. Thậm chí gặp 1.1, 1.2 còn sút luôn anh em. Thế mới đều. Đôi bên cùng nhau bắn, anh bắn em đau em khóc ầm cả lên. Ai hắc hay quá nhỉ. Một phút quảng cáo, Học viện Tăng Long Kỳ Đạo mùng 1 tháng 4 này tổ chức khai giảng một khóa học mới. Nếu các bạn tham gia thì sẽ có những cái tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất, các bạn được tặng nick Thiên Thiên Tượng Kỳ miễn phí. Thứ hai, các bạn được tặng quyển cẩm nang sách cờ do Thăng Long Kỳ Đạo sản xuất. Thứ ba, các bạn được vào trong web hocco.vn để xem 500 clip và 8 chuyên đề rất hay. Thứ tư là các bạn được vào hai khóa học trước để xem các bài giảng của các thầy. Và thứ năm là các bạn học được 5 đường đào mới anh em nhé. Bạn nào mua hocco nhanh tay đăng ký Zalo 0935356789 anh em nhá. Alo đổi, chúng tôi đổi gì, chúng tôi sợ gì mà chúng tôi đổi. Sợ gì mà chúng tôi đổi. Đúng anh em. Đấy, mình thụt pháo về mình oánh thôi, đúng không? Mình dình thôi, đây nó gọi là dình. Bạc dình, đây nó gọi là bạc dình. Bạc dình anh em. Cái chỗ đấy là thực ra mình ăn một tượng nên là mình thắng các bạn. Tính mình tham ăn thêm một tượng nữa nó mới hòa anh em. Đúng không? Mình họ lao đây thì cùng lắm mình ăn con tượng này xong mình lại chạy ra cái vị trí lộ 4 này là mình thắng rồi còn gì. Vẫn đảm bảo xe mã 2 tốt, đúng không? Mình tham ăn 2 tượng nó mới hòa anh em. Đúng không? Mình tham ăn 2 tượng nó mới hòa, bị hòa. Tham ăn một tượng, tham gấp thêm miếng đậu nó được hòa mất. Đúng không? Cái đôi khi là tham vừa, tham quá là chết. Tham quá là tham gấp thêm miếng đậu nữa là người ta đánh chưa khi người ta còn đánh như mình no đòn luôn. Anh em. Người ta còn đánh như mình no đòn luôn anh em. Đấy các bạn thấy không? Đến đây người ta khó đi không? Đến đây có thể nói người ta cực khó đi luôn anh em. Mở nốt con này lên không có cái con mã này họ thoát đúng không? Được không anh em? Hay là ra xe ngay? Ngồi ra xe ngay được không? Hãy mở lên, ra xe ngay. Ra xe ngay con đã có điểm đánh gì chưa? Bình vào đây bắt thì ăn mình vật lên. Bình vào đây bắt hoặc phải ăn xe. Đúng không? Ăn xe mình vật lên. Vẫn nên là giật cái đấy bắt pháo mình vụt tượng. Ý kiến hay chứ anh em nhở. Đúng không? Bây giờ mình vào đấy bắt xe này. Ăn này mình vụt lên này. Giật cái bắt pháo mình vụt tượng. Hay là thôi cứ ra con này trước đã nhỉ. Ra này trước rồi mình vào bắt sau đúng không? Oanh luôn. À, ôi, anh để khôn quá các bạn ạ. Khôn quá. Ăn con này đi thì họ ăn pháo sang. Thôi được rồi. Nên con sĩ cho nó chắc họ tiến đây bắt làm nhằng lắm luôn anh em. Nên con sĩ củng cố trung lộ. Ở đây khỏe quá. Đấy các bạn thấy Bình Phong Mã Đông Xà đá bền không? Thế mà nhiều bạn bảo thưa thầy em đánh Bình Phong Mã Đông Xà không quen. Thế mới đều. Bình Phong Mã Đông Xà đá bền thế này, sướng thế này, cây cối khỏe khoắn thế này. Đúng không? Hai mã thông thoáng này, sĩ tượng tròn này, bộ pháo đẹp này, xe ra nhanh này. Đấy con xe này nước sau có thể đi xe 1 bình 2 nữa là ra rồi. Đấy đỏ có đánh gì mình đâu. À anh em, xuống cái này gì nữa còn mong cái gì anh em. Đúng không? Bắt đi mình giật bột thôi đúng không? Đấy mình lại lên 1. Là đánh hòa. Lại tiến 1 à? Tiến 1 là lấy 1 à? Đánh hòa.
đừng đánh hòa với chúng tôi nhá. À, đánh hòa các em, các bạn ạ. Anh này anh tổ chức cái đánh hòa anh em ạ. Thế có đều không? Anh này anh tổ chức cái đánh hòa mới đều. Có chưa bắt hai cây không nhỉ? Thử xem nhá. Có được bắt hai quân không nhỉ? Thử nhá. Xem nếu mà có cho bắt hai cây không? Đúng không? Ôi này đi tiên đi toàn đi đánh hoa này, chết tôi không như thế. Con đi đánh hoa này mình có ném lên đây mất cái đầu à? Ném lên vụt cái đầu mình vụt lại cái đầu thì nó cũng đối công thôi đúng không? Thử 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 xem cái luật Trung Quốc này nó có cho chơi thế này không? Anh em nhá. Đây là thử. Đây là thử cho anh em. Vâng, thử xem nó có cho luật này không? Đấy, chắc là phải đổi này. Thấy không đi được là phải đổi. À, các bạn ơi, không cho. Trung Quốc không cho chơi kiểu này, anh em. Thế có đều không? À, vẫn cho à? Vẫn cho đều. Đánh cờ gì cờ, buồn cười quá nhở. Anh này đánh cờ kiểu gì nhỉ? Đi tiên mà đi cầu hòa chúng tôi không? Không chứ lại. Thế mà đều. À, về hà mình lao lên bắt được cái nhỉ, lao lên bắt họ chạy bổ tới đầu có được không, lãi anh tới đầu cái nhỉ, hay là mình cứ mở con này lên điềm đạm, mở con này lên không cho thông cái chỗ này, họ đã đánh gì mình nhỉ, họ lao người lên đây à? Lao người lên đây mình xúc tới đầu mình sợ cái gì đúng không, cứ tử cái này đã cho cái lộ mã của cái phát triển đó. Đánh đừng manh động nha, đánh không manh động. À, bạn học chăm chỉ là lên đây, lớp tôi có rất nhiều bạn 9.1 đánh trong còn lên 1.1 luôn, học xong một khóa lên 1.1 luôn. Mặt Trần Duy Ngọc, bạn phải học chăm chỉ cơ, với điều kiện bạn phải học chăm chỉ là lên học mấy đường phi đao đánh là lên ngay. Mặt Trần Duy Ngọc nhé, chứ bạn nào đăng ký xong bạn lại không học thì bạn là trách thầy là không lên được 9.3. Bạn phải học chăm chỉ kết hợp với lý thuyết thực hành, là thông thường là sẽ lên 9.2, 9.3 đấy. Tại vì mình có lực cờ rồi, 9.1 là mình cũng đã biết chơi rồi, có lực cờ rồi, mình học mấy đường phi đao vào mình ném bộc phá lựu đạn là đối phương chết như dạ, cái là mình lên ngay, có gì đâu anh em. À, lại cầu hòa, cái này đánh cờ kỳ lạ ghê nhỉ. Lại cầu hòa chúng tôi. Lại thử tiếp nha. Tức là thấy có vẻ nguy nguy cái lại. Thấy có vẻ nguy nguy cái lại lại cầu hòa. Thôi chúng tôi không cho hòa đâu. Trêu các anh thế thôi. Người lao ngựa lên cho tôi oánh chứ cho anh hòa. Anh nhăn tôi đầu tôi lên bắt này. Ai người cho anh hòa mà. Anh, chưa gì các anh đã từng bở. Chưa gì các anh đã từng bở. Cờ chúng tôi như rồng như này mà chúng tôi cho anh hòa. Vô lý đúng không? Cờ bên dầm này cho anh hòa. Cực vô lý. Đúng không anh em? Đấy, nước sau mã cho tôi bổ tới đầu cái là họ khó rồi. Anh em nhé. Là họ khó rồi. Đấy nhá, Trần Thị Ngọc nhá. Đăng ký 0935 356789 nhá. Xúc phong. Chúng tôi vẫn cờ cực kỳ khoa học anh em. À, vào pháo đầu à? Chúng tôi cứ bổ thôi đúng không? Bóp. Bóp đúng không? Các anh này giữ nhau qua ngòi của chúng tôi là không được rồi, đúng không? Các anh này giữ nhau qua ngòi của chúng tôi là không được rồi, không được rồi. Đấy các bạn thấy không? Đánh một hồi cái con mã này của họ vẫn đi này, không tham chiến. Đấy, cái con mã này của họ không tham chiến có nghĩa là họ đang chấp mình một mã tại thời điểm này, anh em được không? Đấy, tại sao tôi bạn nói các bạn là phải xe mã thông thoáng là như vậy đúng không, xe mã thông thoáng là như vậy đấy. Mình vào đây để hẹp môn vị lại đúng không anh em, hẹp môn vị lại, ép môn vị lại đã, trước sau mình hồi mã kim cương bắt xe này, xong mình ném sang bên này bắt pháo đấy, chỗ này trông thế bị khống chế nhỉ. Đấy, không cẩn thận là chỗ này bị khống chế đấy, không không ra đâu anh em nhé.
Một trong những cái chung cuộc cần nên làm là sự khống chế các kênh của đối phương anh em nhé. Chúng tôi nhắc rất nhiều anh em, cho nên trong quá trình anh em chơi mà có sự khống chế là anh phải làm ngay đúng không, là phải làm ngay đúng không, khẩn trương đấy, được sau mình hồi mã về bắt xe này. Đấy, xe chạy khôn quá nhờ, khôn quá nhờ anh này, anh biết đường anh ấy, hay mình ném đây, ném đây họ chạy phá mình vật sĩ được không nhỉ? Đúng không, ném đây cái họ phải vội vàng chạy phá phá mình vật sĩ, xong mình vật tượng vật loạn xạ đi, hay về đây, về đây thì họ pháo họ chỉ chạy được về đây thôi đúng không, pháo họ chạy về đây thì mình đi đâu tiếp, mình vật tượng, vật tượng vào bắt đôi, mình tiến lên đây bắt để cho họ chạy lên đây xong mình vật tượng đúng không, đi về đây có vẻ khả dĩ hơn anh em nhỉ, đúng không, khả dĩ hơn, khả dĩ hơn anh em. Đấy, họ thoái hai nước này, mình tiến bắt đã để giữ ngựa đã, thế xong rồi pháo mình vật tượng là chết. Chúng tôi cứ vật ba bốn con tượng một chốc là nằm luôn anh em, đúng không, là nằm thôi anh em, là nằm thôi, là nằm thôi anh em, phải lại phải tiến hai, chúng tôi vật tượng là chết rồi, chết với chúng tôi rồi anh em, chết với chúng tôi rồi. Đôi bên cùng nhau bắn, anh bắn em đau em khóc ầm cả lên. Hay quá nhờ, có nước cờ này hay quá nhờ, mình bình vào bắt pháo đầu thôi có gì đâu đúng không, có gì đâu mà phải lo sợ đúng không anh em, mình bình vào mình túm một pháo đầu cái là ngon ngon ngót rồi đúng không, đâu có phải lo sợ gì đâu. Cái này là vỡ mình con tượng là nguy hiểm rồi. Đấy bây giờ mình thoái mã về thôi đúng không, hay vòng mã về ngũ nhỉ, vòng về đây rồi đúng không, mã ngũ lại luồn vào đây mệt lắm đúng không, xem vòng vào đâu nó có lợi, vòng về đây nước sau mình chuyển xe qua làn này mình đánh là bền lắm đúng không, cực bền luôn anh em, hồi mã kim cương anh em. Đấy, chúng tôi còn pháo giác nước sau chúng tôi đưa con xe ra lộ 8 này là đối phương rụng rời chân tay luôn anh em, rụng rời chân tay luôn anh em. Đấy kệ nó, anh đâu có dám ăn mã chúng đâu, chúng tôi sang bên này không dám ăn mã chúng tôi đâu, đảm bảo với các anh là không dám ăn mã chúng tôi đâu, không dám ăn mã chúng tôi đâu nha. Thế các bạn thấy chưa không, bình bông trong phong mã lưỡng đông xà đá cây cối khỏe lắm anh em, sướng ghê lắm anh em, phá hết tất cả các đường đào của bên đi tiên, đi họ đi tiên anh em, khỏe ghê, khỏe re luôn anh em. Đấy bây giờ phải có động tác, động tác thì chúng tôi nhảy mã lên giữa cái là vẫn hoánh à, nên chúng tôi nhẹ nhàng tôi nghiêng dừa ra thôi có gì đâu đúng không anh em, đúng không, nhẹ nhàng tôi nghiêng dừa ra làm gì chúng tôi đâu đúng không, vẫn chưa dám ăn hay là chiếu cái đã, chiếu cái đã đúng không, chiếu cái đã cho về sĩ đã, cho về sĩ đã anh em ạ, cho về sĩ đã xong bắt đầu chúng tôi nghiêng dừa ra hay là ném mã lên đây, ném mã thẳng lên đây luôn được không, họ ăn về mình rút chiếu bắt mã, ném mã thẳng lên mồm luôn cho nó nhanh anh em nhỉ, đúng không, ăn về mình rút chiếu bắt mã, ném mã thẳng lên mồm, họ thượng tướng lên, họ thượng tướng lên thôi được rồi, tránh như này đúng không, tránh đòn đúng không anh em, đúng không, tránh nhá. À, một khoa 1,2 triệu học được 2,5 tháng, bạn Đà Nẵng được được ưu tiên nhiều thứ lắm, được tặng 2 khoa học tiếp này. Thế các bạn đăng ký 1 khoa học này, các bạn lại thành đăng ký 3 khóa, được tặng nít thi thêm việc tự kỳ này, được tặng sách cờ, được tự tặng webcờ.vn, trong đó có 500 clip và 8 chuyên đề rất hay này đúng không. Đấy. Cái này chúng tôi cứ chiếu cho lên các ba đã được tính đúng không, chúng ta ném lên đây chúng tôi đánh la nằm đúng không? La bền rồi còn gì là quá bền anh em. Vâng, xin chào bạn chàng trai đầu đinh nha. À, khóa này chuyên đề là thứ nhất là phi đao phi tượng. Thứ hai đó là phi đao phá đồ mã đội song hành xa. Thứ ba đó là trung pháo phá tiên nhân. Thứ tư đó là nghịch pháo phá trung pháo ép binh 3. Và thứ năm đó là phản cung mã chính quy. Bạn xuất bắc nhá. Đấy, mình chiếu đây một cái và đi đâu, họ vụt chiếu lại. Ghê nhỉ.
chiếu đây, vụt chiếu lại xong họ ăn. Chưa hay lắm anh em nhỉ, đi nước cờ này lại mất nước vòng vào đây, mệt quá nhỉ. Hay là giật về đây, giật về đây ăn đây, mình chém chiếu xe hai pháo đấy, xe phóng mã đến góc ba nhỉ, có được không? Này, hai vị đều đánh được đúng không? Chiếu đây thì họ vật chiếu, vật chiếu mình tượng ăn về, họ chém vào đây không hay lắm đúng không? Không hay lắm. À, nó có phương pháp đấy bạn, bạn Nguyễn M. Duy Khánh, nó có phương pháp đấy, có ba phương pháp để học khai cuộc, nên các bạn phải chọn phương pháp học khai cuộc thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Có ba phương pháp học khai cuộc đấy bạn. Rồi, gọi tạm thời đổi cây này anh em nhé. Có ba phương pháp học khai cuộc anh em ạ. Tại vì cái khai cuộc này nó là một cái, nếu các bạn không biết học khai cuộc ấy, thì nó trở thành một cái rất khó cho các bạn. Đấy, thì tôi cũng xin chia sẻ các bạn là nó có ba cách học khai cuộc anh em nhé. Cách học khai cuộc thứ nhất đó là mình cứ về giật về đây, mình khống chế đường ngựa được không anh em? Cứ giật về đây mình không, hay là mình treo sĩ lên, cứ giật về đây không không chế pháo đã. Đấy, có ba cách học khai cuộc, nó tùy vào cái sở trường của từng người ấy. Thì nó chia ra là ba cách học khai cuộc có thể tiến bộ. Cách học khai cuộc thứ nhất đó là các bạn học cả bài, cái này dành cho những người trí nhớ tốt anh em. Học cả bài học thuộc ấy, tôi đã có những cái bạn mà tôi dạy cái trung pháo cấp tấn tất lộ mã mà có 30 bài mà một hôm các bạn thuộc như cháo chảy luôn. Tuần sau kiểm tra lại vẫn thuộc như cháo chảy. Đấy, thì thông thường những bạn này sau khi học thuộc xong áp dụng vào thi đấu thực tế ấy, thì đối phương đi sai là các bạn hay thua lắm. Thì mỗi lần thua các bạn lại phải rút kinh nghiệm. Các bạn lại sửa. Mỗi lần thua các bạn lại sửa. Mỗi lần thua các bạn lại sửa. Thế là về sau là cờ các bạn nó hay lên. Anh em, thế là về sau cờ các bạn nó hay lên. Đấy là cách học thứ nhất. Cách học thứ hai đó là các bạn học theo danh anh em. Các bạn học theo danh. Đấy, mình vào đây mình khống chế được không? Đúng không? Hay mình treo sĩ lên trước. Treo sĩ lên trước cao hơn đúng không? Cách học thứ hai là các bạn học theo danh anh em. Các bạn học theo danh. Có nghĩa là danh thấp thì các bạn học ít, mà danh bình thường các bạn học vừa vừa. Đấy, mà danh cao ấy thì các bạn học nhiều hơn. Đấy, giống như là ví dụ như các bạn 5.3 đổ xuống thì các bạn học cho tôi khai cuộc mỗi bài 6 đến 8 nước. Đấy, xong các bạn vào, xong các bạn đánh thật nhiều bằng những bài đọc cho nó quen. Đấy, ví dụ như là rồi là từ 6.1 lên đến 8.1 các bạn học từ 8 đến 10 nước. Đấy, và từ 8.1 lên đến 9.1 thì các bạn học từ 10-12 nước. Và từ 9.1 trở lên thì các bạn có thể học cả bài để học theo danh. Và trong quá trình học theo danh các bạn vẫn phải áp dụng vào thực tế. Khi các bạn đánh, mỗi lần đánh xong rồi các bạn xem lại, xem mình sai chỗ nào, khai cuộc sai chỗ nào và cần sửa chỗ nào, thì nó cũng tiến bộ. Và cách học thứ ba đó là cách học theo ý anh em. Cách học theo ý. Ý đó là gì? Đó là các bạn học theo cái sơ đồ dễ nhánh ý. Tức là khi mà mình ví dụ như là mình đánh quá cung pháo chẳng hạn, thì người ta ví dụ người ta có pháo 8 bình 5 là 1 này, là những đường chính quy này, binh 7 tấn 1 là 2 này, mã 8 tấn 7 là 3 này, thì mỗi cái bài đấy thì nó có những cái ý gì và công kích vào đâu. Và các bạn không nặng nề về thuộc cái công cuộc nhé, các bạn đánh theo hình định dạng anh em nhé. Thuộc thì đánh rất tốt thì coi như các bạn đánh chuẩn, mà không thuộc thì các bạn lại xử lý chung cuộc bằng cái không thuộc đó. Tức là các bạn không cần nhớ bài nữa. Và tại thời điểm đó các bạn tập xử lý chung cuộc thì cái chung cuộc của bạn nó lại tiến bộ. Cho nên là nó ở cái vị trí là thuộc cũng được, mà không thuộc thì càng tốt. Không thuộc thì chúng ta tập xử lý chung cuộc anh em nhé. Mà cái ván bài đấy mà người ta đi nhầm sai khai cuộc, mình không thuộc mình đi mà mình vẫn chiến thắng người ta, có nghĩa là cái chung cuộc được tiến bộ đấy anh em nhé. Thì vậy là tôi sẽ chia sẻ cho các bạn ba cách học về khai cuộc, thì các bạn tự lựa chọn cho mình một cái cách học hợp với mình. Có người thạo thuộc cái này, có người thạo cái lối khai cuộc này, có người thạo cái lối khai cuộc khác anh em nhé. Thì các bạn cứ chia sẻ ba cái đấy, các bạn xem cái nào hợp với mình thì các bạn học thôi đấy, anh em nhé. Khi mình đi qua cung pháo này thì cái biến này này để học theo ý nhá. Thì cái nước cờ này đó là cái nước cờ của giang hồ hay đánh, thì mình sẽ phải vào ở đây này. Đấy, các bạn chỉ thuộc khoảng 6-7 nước là nó mở cho các bạn cái lối đánh anh em.
đấy đấy, đấy, đấy các bạn nhá, là nó sẽ chỉnh cho các bạn cái đường đánh nó chuẩn anh em, đường đánh nó chuẩn đấy. Và các bạn lên đây này, họ phải lên mã biên này. Đấy thì mình ra đây bắt này, đấy thì mình sẽ có nước phế con tốt này, đấy cái tâm điểm đấy, chỉ cần thuộc đến đây thôi, phế con tốt này, tốt ăn sang lên xe hạ bắt này. Đấy đấy đấy, đơn giản chỉ thuộc đến đây đấy, đấy. Một số bạn học theo ý đấy. Đấy, ví dụ đánh như này thì phải đánh ra ra cái hình này, còn bắt đầu đánh vào hình này thì bắt đầu mình dùng cái trung tàn, mình bắt đầu mình đánh ở cái vị trí này thôi đấy nhá. Đấy thì khi mà các bạn kết hợp cái lý thuyết với thực hành về sau, các bạn gặp lại những hình đồ khai cuộc đấy thì các bạn rất thuộc đấy. Thì chia sẻ các bạn đấy, nhiều bạn bảo, ôi dồi ôi học cờ khó thuộc quá, đừng có nặng nề quá về cái thuộc, không thuộc cũng được, đánh gần giống cũng được, những cái quan trọng nhất là mình phải xử lý trung cuộc chuẩn đấy anh em ạ. Đấy thì cái quan trọng như đấy là quan trọng nhất, chứ mà các bạn có thuộc, đối phương đi thuộc thì có phải hai bên đi thuộc thì là cân bằng, đúng không? Mình đang mong người ta đi sai là nước yếu để mình khai thác, mà lại mình mong người ta đi thuộc để mình đi thuộc thì hóa ra là thằng là hai bên đều đúng để ra cân bằng, đúng không? Đang mong người ta đi sai để mình sút, lại mong người ta đi đúng để ra cân bằng. Anh em nhá, đấy, chia sẻ cho anh em ba cái đường lối mà học khai cuộc. Tùy từng người mà người ta sẽ thuộc những cái đường khai cuộc khác nhau. Đấy các bạn thấy không? Người ta về mã cung thì người ta sẽ yếu con tốt đầu này anh em. Đấy thì mình chung cuộc tìm con nêu tấn công, mình đưa pháo vào mình nắm thôi. Anh em thấy không? Đấy thì nó sẽ ra những cái đường đánh nó mạnh, đúng không? Đấy, vỡ nốt con tốt đầu là gục rồi. Đấy anh em thấy không? Đấy là học thấu ý, cái đường thứ ba là học thấu ý và không nặng nề về thuộc bài hay không. Đôi khi chỉ cần nhớ cái hình định dạng là nó ra như thế, xong bắt đầu mình đánh bằng cái chung cuộc của mình. Tuyệt vời luôn anh em nhé. Đấy bây giờ mình chém vào đây được con pháo, pháo này pháo 14 điểm nặng lắm này. Con pháo này pháo 14 điểm nặng đòi lắm. Nó lên đây bắt thì mình lại vào giữ. Anh em được không? Thế là bị nó ở đây, nó gọi là cái hình cờ này nó gọi là bị vĩnh viễn anh em. Nó bị vĩnh viễn. Đấy mình lên xe hà đây để mình dình, mình đấu con xe lộ này đi. Hoặc là bây giờ mình nhảy mã ngọa tàu lên mình quánh cũng được. Xem cái nước cờ mình nhảy mã ngọa tàu mình quánh như nào cho nó hay. Hay là mở con này lên. Ăn sang lên ném mã lên bắt à. Hay lên đi đấu đi. Hay là lên con sĩ trước. Lên sĩ trước. Đúng không? Lên sĩ trước. Mình tránh ở trọc để bắt ngựa. Lên đi đấu thì mình tiến giữ thôi. Đâu có sao. Ăn thì pháo mình lại ăn lên. Có được không? Hay là giật về. Giật về nước họ cũng đâu dám độn vào đâu, đúng không? Độn vào mình vật tượng. Nó không độn được vào đâu. Hình này họ vẫn thua như thường. Nó độn vào vật tượng ấy họ thua ngay. Đấy họ mà bị cái con pháo 14 điểm này là chết. Không thể đỡ được anh em. Không thể đỡ được. Đấy mình lên xe hàm đấu đi. Đấu cái cửa này để nước sau có nước xuất tướng ngoánh ngoánh vào cái con sĩ đáy này nhỉ. Cái con mã tâm này nó yếu cái con sĩ đáy này. Anh em thấy không? Đấy mình đấu bớt đi. Hay là tiến lên bắt pháo trước. Đấu bớt đi đúng không? Vâng, xin chào bạn Nguyễn Ngọc Tân nha. Đấy mình bạ đấu xe được chưa? Đấu xe xong họ đóng pháo vào đây à? Ai gì? Đấu xe xong họ đóng pháo vào đây. Đóng đây mình thóc bắt tượng đúng không? Họ đấu xe lộ này đi. Mình có cái cửa tướng mình ngoánh anh em. Có cái cửa tướng mình ngoánh. Đấy mình xuất tướng ra trước được không? Họ ném ngựa lên đây ngay. Xuất tướng ra trước thì họ ném ngựa lên. Đấy, cái chỗ này đánh cũng khéo là họ ra hết cây đây đúng không? Họ ra hết cây đây anh em. Ném ngựa lên mình chọc đây. Chọc đây họ cũng ném ngựa lên. Hay ra lao ngựa lên oánh nhỉ? Lao lên oánh, ném lên đây luôn đúng không? Ném ngựa lên để họ thoát này. Hay quá nhỉ, vẫn thoát được hiểm. À ơi, thế thì để mình ném lên đây thì chết rồi. Để mình bổ con tượng là chết chắc. À có dạy khai trung tàn như bạn bạn Trường An Võ học dạy khai trung tàn. Bạn Trường An Võ nhá. Đâu có dạy khai cuộc không đâu. Dạy khai trung tàn mà. Dạy khai trung tàn. Ném lên. Ném lên mình ném đây được không? Ném đây vào lên sĩ à? Ném đây vào lên sĩ. Lên sĩ mình qua đây mình khống chế xe mã là thua này. Đúng không?
ném đều lên sĩ, mình qua đây không chế xe mã, mã không lao lên được, mã lao lên mình chiếu đây là thua đúng không? Anh này buồn cười quá. Hỏi lên sĩ, lên sĩ mình ra đây mình không chế, xong nước sau mình ra pháo mình bắt chết anh em đúng không? Quá chuẩn luôn nhỉ. Mình ra đây mình không chế cái nước sau mình ra pháo bắt chết là xong. Chung cuộc tìm con yếu tấn công anh em. Đấy, mình ra đây khống chế là chết rồi, mã không lên được. Mã về đây à? Mã về đây. Mã về đây mình ném thẳng vào mặt chiếu đúng không? Đấy, xong rồi. Chim gặp bác chào Mao, chào bác. Chim gặp cô Sơn Ca, chào cô. Ai hát hay quá nhỉ? À, lịch học vào 20 giờ thứ hai thứ tư hàng tuần. Bạn Kỷ hơi hay ngu ạ. 20 giờ thứ hai thứ tư hàng tuần đấy mình ra pháo đây mình khống chế là xong rồi đúng không? Nguyễn Văn Song họ phim, Nguyễn Văn Song họ phim anh em. Đấy này là xong rồi, chết ngựa đấy, các bạn đúng không? Này là chết ngựa đấy, mình ăn xuống thôi được không? Được con ngựa ngon quá trời, họ chém vào đây à? Chém vào đây để cho họ ăn, chém vào đây mã chúng tôi ăn lên đúng không? Sợ là con ngựa ngon quá trời của đất đúng không? Bây giờ mà cờ cờ các anh cờ cái kém người chúng tôi cứ thích đấu rồi đúng không? Chúng tôi cứ thích đấu rồi, thế có đệ không? Đấy bây giờ chạy thẳng vào đây được không? Bịt lại. Bịt bịt bịt. Đây nó gọi là bịt 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 đường đúng không? Hay đâm chiếu. Đâm chiếu ở tiến xe lên bắt ngựa. Mình chạy ra ở xuất tướng rồi. Bịt lại nhá. Tốt nhất cẩn thận bịt lại. Bịt đầu lại. Là chán là vứt cờ. Là chán là vứt cờ nhỉ. Đúng không? Chúng tôi khốn cực luôn. Xúc phạm. Chúng tôi đánh cờ cực kỳ khoa học anh em. Đấy, nước sau chúng tôi thoái pháo về hai nước là nằm rồi. Đúng không? Thoái pháo về hai nước nhá. Xong nước sau đâm thẳng xe xuống thí xe. Anh em. Thoái pháo về hai nước. Này, thoái về hai nước này. À, họ còn nước về đây à? Thì thoái pháo về tài sĩ đi. Đúng không? Xong rồi mình có nước cửa đâm thẳng xuống thí xe này. Đấy là xong. Đâm thẳng đây. Anh em. Đấy. Như họ giật về đây đấu mình ấn một thôi. Đúng không? Đấy mình đâm thẳng đây bắt xe họ đi rồi. Xe ăn ra mình ném mã vào 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 cổ sĩ là cục. Cục 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 cục. Mình cứ ném vào chiếu chứ đúng không? Chúng tôi khôn lắm. Chiếu đây pháo sang cứ ăn sĩ chiếu cục cày luôn. Cục kín quá anh em. Cục kín quá anh em. Đấy là xong rồi. Đá nhanh quá anh em mà sướng ghê. Đi sau lại mình à, chúng tôi xuất sửa sản xuất coi như là chung pháo phá khởi mã đây này, chúng tôi sản xuất chung pháo phá khởi mã anh em ạ. Chúng tôi sản xuất chung pháo phá khởi mã đấy. Anh em nhá. Anh em nhá, chúng tôi sản xuất chung pháo phá khởi mã đấy anh em ạ. Đấy. À, chọc xuống à. Chọc xuống. Chọc xuống làm gì mình chưa nhỉ? Chọc xuống mình vật lên được không? Ăn mình giật về. Xem cái chỗ này đã xem nào. Chọc xuống. Chọc xuống mình vật lên. Vật lên nó ăn, họ ăn sang bên này mình vật về có được không? Đánh này hơi liều ấy nhỉ anh em nhỉ, đúng không? Hay là thôi cứ bình tĩnh, bình tĩnh anh em nhỉ, thôi bình tĩnh nhá, bình tĩnh vậy. Đấy là mình chọc đây bắt cho nó tắt xe đi anh em, đúng không? Cho tắt xe. À, lên đây chuyển sang đây, chuyển lên mình mở nước đổ xà lên cũng được ấy. Đây là liệt sĩ, liệt sĩ lên đây chuyển sang đây mình mở lên đây thôi, thôi được rồi anh em, họ không tọc đến đây nữa, mình có nước vật nước đổ xả ngay anh em. Xúc phạm chúng tôi cờ cực kỳ khoa học anh em. À, mình chạy pháo ra rồi, chạy pháo ra đang đang phục cái nước cờ này anh em. Đấy. Đấy, chỉnh thể hình cờ tốt. Phục cái nước cờ. Mã 3 tập 4. Đấy, chạy. Chạy giáo giác luôn. Chạy giáo giác luôn anh em.
chạy rào rạc. Ngựa phi như điên cuồng rước cành đồng dưới cơn giông, và trên lưng cong ngoằn làm cho cái con pháo này nó mất cái vị trí rồi đi anh em. Đấy, bây giờ mình có thể thọc đây để mình băm mã xuống ngoằn có được không? Đúng không? Thọc đây để mình sút mã đây ngoằn tấn công một cái điểm yếu này anh em. Đây. Mình sút xuống điểm này ngoằn là bền lắm anh em. Bền cực luôn. Cái góc bên này bây giờ người ta chỉ có mỗi con mã để giữ chốt đây anh em. Trông thì tôi mà xấu lắm đấy nhá. Đấy, mình sút xuống đây này. Sút xuống đây là về mã. Về mã mình giật một thôi đúng không? Về mã mình giật một thôi. Ném ở đây cũng được, hoặc ném luôn xuống cái eo tượng này. Ném cái eo tượng này cũng cao này. Ném nước eo tượng này bất ngờ lao con mã lên thí xong rồi chuyển pháo sang bắt tượng. Ví dụ ấy. Vòng ngựa về ôm tướng thì à oánh ngay à, mình cứ ném ở đây được không? Ném ở đây. Dình ở đây đã đúng không? Họ chưa có cái điểm gì đánh với mình đúng không? Đúng không? Cứ nằm vùng đã. Cụ cứ nằm vùng ở đây đã. Nhà làm sao mà có cái con pháo 8 này nó chuyển được qua lộ 3 này bắt con tốt này thì tốt anh em này đúng không? Thì khó lắm đúng không? Cái chỗ này hơi khó. Họ sờ đít ngựa mình. Sờ đít ngựa. Đấy. Mình vòng về cung thôi. Đúng không? Làm gì có nước nào khác đúng không? Móc vào mình lại lên tượng. Cái chỗ này mình có con xe 9 mình đỡ được hết anh em. Thế mà họ không cẩn thận mình chuyển pháo ra qua làn bên này là xong. Là gặp bắt chào bào cái ấy. Đấy, họ không đi nhanh cái chỗ này là mình đấy, đấy mình vào đây được chưa? Mình vào pháo đây được chưa? À, bình vào đây mình lên sĩ xuất tướng này. Hay sao pháo đây, bình vào đây. Bình vào đây có vớt nước vật đây. Ra biên cái chỗ này. Chỗ này hơi làm nhằng đi nhỉ. Hay nhảy lên đây giữ nhỉ. Nhảy lên giữ ăn về chuyển cánh qua làn này. Họ chém chiếu. Chém chiếu mình lên sĩ. Họ sang bên này. Chưa được anh em. Hay ra biên luôn. Ra biên là bình vào đây mình tịch luôn đúng không? Chạy vào đây. Chạy vào đây xuất tướng ra. Xuất tướng ra lên tượng. Trùng vào. Trùng vào mình tháo mã đi là mình chết cây đúng không? Đấy cái chỗ này đấy không cẩn thận là nguy hiểm đấy. Chỗ này hơi khó anh em nhỉ, đúng không? Này cái bên này nó không có cây phù hợp. Không có cây phù hợp anh em. Thôi tiến lên thôi. Chỗ này hơi lục củng đúng không? Đánh như này hơi hơi nhanh. Chỗ này hơi lục củng. À lại bắt ra bắt nhiều thế nhỉ? Tiến nó đây luôn đúng không? Mất nhiều thế, lại về. Mà tiến đây à? Nơi đây mình lại lên. Ôi, bắt nhiều quá các bác ạ. Vâng, gửi lại nốt vào này để xin phép anh em nghỉ nhá. Đến giờ đặt con rồi. Mỗi ông nào ông hành mình có khi là phải xin ông thua để đặt con. Đấy, bạn nào muốn có cùng pháo xin mời các bạn đăng ký Zalo 0935356789. Rất thích hợp cho anh những số anh em đánh cờ bình ổn. Anh em có cùng pháo chắc lắm anh em. Qua cùng pháo đánh cực chắc luôn. Ăn đây mình lên con tượng rồi đúng không? Là bền rồi đúng không?
Đấy, để nó sau thoát cũng là cung căng quá anh em. Ra đây bắt à? Ra đây bắt thì mình lại về, đúng không? Chỗ này thì mấy cái cờ mã hơi sai, chính như bố con này xin tượng cho nó nhanh, đúng không? Đi mất nước quá anh em. Chỗ này lao nước mã tắc tượng mất nước quá. Nhờ cùng họ đánh như mình chỗ này cứ đưa hoài. Vâng, bạn Võ Trương An đăng ký đi, các thầy tư vấn cho. Bạn đánh cờ tốt lên nhiều. Ở khóa học trước của tôi có rất nhiều bạn 9.1 đánh dòng lên 9.3. Đánh dòng 9.3 là còn lên cả thần luôn. Bạn Võ Trương An. Bây giờ mình xem nào, mình chém con này trước đi, đúng không? Chém con này trước đi, đúng không? Con mã này bây giờ mình đứng ở vị trí khó, đúng không? Sụt thì đúng không? Tính tiếp. Tựa lên một sút con này đi. Họ lao mã lên bắt xe. Lao mã lên bắt xe, hai vòng về đây bắt xe trước. Đấy, cái chỗ này là cờ này mình lại bị lép đây này. Bị lép đây anh em. Cây cối họ đẹp quá. Xe mình ở trong gara lâu quá anh em. Không có lộ về. Lao ngựa lên đây thôi. Cho họ sang có tốt đi, đúng không? Thoát ngựa lên. Thoát ngựa lên oánh nữa. Võ Trường An nhá, thầy các thầy tư vấn cho. Xúc vong. Ông thủ anh cờ cực kỳ khoa học anh em. Bắt ăn đấy à? Nên mình lên con sĩ này đẹp quá nhỉ? Lên con sĩ ấn một mình tiến pháo lên. Lên con sĩ là chuyển pháo qua làn này nhỉ? Chuyển pháo qua làn này hay là giật về đây không cho mã lên. Con xe nó nằm trong cái vị trí này khó chịu quá anh em, đúng không? Hay là chuyển pháo qua đây đi. Chuyển qua đây ấn 2 bắt lên con sĩ ấn 1. Ấn 1 mình lên 1. Nói chung là cái cờ này lép lắm anh em. Mình đi mình bị sai một số nước. Anh em. Hay là cờ tôi thấp tính nóng luôn cho nó nhanh, đúng không? Rồi về đây đi. Không chế đường mã lên mình. Này, bộ mã mình xấu này anh em. Pháo mã mình ở nhà xấu. Đánh cái chỗ vừa rồi là mình đi cái được cờ mã ăn mã xuống tốt hơi sai. Không sao, chúng tôi còn đòn cuối cùng của thạch tranh. Đó là cờ tư thấp tính tới nóng, đúng không? Anh em, chuyển làn pháo sang bên này để dình đâm. Được không? Họ đè đây à? Ấn đây hay ra đây bắt? Ra đây cũng chưa bắt được. Ra đây cũng chưa bắt được, cho chắc chắn là đúng không? Chắc chắn là đúng không? Cờ này mình lép một con tốt trong sông, vị trí cây mình xấu hơn anh em. Đấy, cho nên là đôi khi mình phải rình mình cờ tới tập đấu cây đi, chúng tôi đấu ngay. Chúng tôi sợ gì mà chúng tôi không đấu anh em nhỉ, đúng không? Chúng tôi sợ gì, chúng tôi sướng quá, đúng không? Sướng quá anh em, được ra cây nhanh, đúng không? Sướng quá, đấu ngay, chúng tôi khôn lắm. Chúng tôi đấu cây đấu ngay. À đây chúng ta lao ngựa lên đây chúng ta oánh thôi, đúng không anh em? Hay là lên bắt nhỉ? Ô, lên đây bắt, lên đây bắt hay này. Họ thúc xuống mình chém lên, đúng không? Đi nó cờ cực kỳ hay anh em, tê đều anh em. Đấy, giải tám đám đông. Hòa ván này thôi, ván này chúng tôi đánh hòa. Đấy, ăn lên thôi, hòa nhăm răng rồi, đúng không? Ăn được con tốt nguy hiểm rồi là cờ này cân bằng rồi anh em, cân bằng rồi, đúng không? Mình lép tí ngựa bị đè, đúng không? Họ đè đây thì mình về, mình lép tí vị ngựa bị đè anh em,
đúng không? Cái này là mình khả năng mình chơi được, không sao. Lép một tí 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 tí. Đấy, mình chọc lên mắt tốt thôi, đúng không? Để ông hay ra đây cho con pháo vào đã, đúng không? Cho đỡ đâm rác, mệt lắm luôn. Đập mình pháo rác mệt lắm. Đấy, lúc sau mình xuống đây mình bắt tốt, thế là cũng cũng ngang nhau thôi. Đâu có hơn mình đâu, đúng không? Tránh người ta đập rác, người ta lắc ra biển mệt lắm. Nước cầu nguy hiểm của mình. Là mình phải tránh anh em ạ. Thế đều đấy, được rồi, thế đi đây rồi. Quá đẹp trai, quá đẹp trai. Chém vào bắt tượng, đúng không? Hỏi thăm con tượng, hay là ăn ra đây. Ăn ra đây thì họ thúc cái đầu lên, đúng không? Không hay lắm, đúng không? Chém vào bắt tượng. Họ đâm đây mà xin con tượng. Quá nguy hiểm luôn. Nguy hiểm luôn, đúng không? Sợ gì các anh, chúng tôi sợ. Ngại một mùa xuân, đúng không? Không ngại một mùa xuân. Đấy, mình chạy xe xe qua lộ này xong hay ăn tượng sang đây ở chiếu rút thì mình xe xe qua đây thôi anh em nhở, hay là mình chút tướng đúng không, liều ăn nhiều nhá, liều ăn nhiều đấy, mình chạy xe qua lộ này thôi là bền rồi anh em nhở, chạy xe qua lộ này là bền rồi. Hay chạy xe vào giữa nhỉ? Rồi đóng đóng ở lộ này. Đấy, họ đánh như mình đâu, đúng không? Bây giờ mình sang cái tốt này mình đánh cũng được. Treo cái tượng lên trước hay là treo cái sĩ lên trước? Đúng không? Treo sĩ lên trước. Mình mà lên được con mã là họ có thua rồi anh em. Mình mà lên được con mã là họ có thua rồi. Lao đây họ đè vào. Mình giật về đây. Sang để đấu à. Treo tự lên. Chung nếu mà chưa đánh gì họ thì ghê nhỉ. Chưa có nước lên được ngựa. Con ngựa này chưa lên được. Lên được thì thắng. Họ cứ xuống đây. Đã thế đúng. Đã thế. Đã thế. Chiếu thì về sĩ, chiếu thì về tượng đâu có sao đúng không? Hay treo sĩ lên. Lao vào lên. Xuống cái nữa họ chiếu đây mình về sĩ, họ chiếu đây mình về pháo, họ ra đây bắt mình vào đây, mình lên sĩ họ chiếu, mình thượng giật chiếu họ vào tốt. Lên mã nhỉ. Thua không? Thua nhỉ? Đấy, đâu dám liều. Đâu dám liều với chúng tôi đâu. Không dám liều với chúng tôi đâu anh em. Bây giờ mình treo tượng lên đây. Ăn mã mình treo xuống đây để bắt cục. Không có đòn hay xuất tướng ra, xuất tướng ra quánh quánh nhá, đúng không? Xuất tướng ra quánh vũ chiếu họ ra tướng, ra tướng mình đâm chiếu mình có nước mình nhảy lên đúng không, cho sĩ lên nó ăn thì mình nhảy lên quánh đúng không, quánh luôn mình. Kỳ lạ anh em đúng không? Đấy, trông như thôi, ăn chúng tôi khó lắm anh em, ăn chúng tôi khó lắm. Chỗ này chúng tôi phản đấy, cũng cẩn thận là chúng tôi phản đấy anh em.
Đấy, xuất tướng ra chúng tôi đâm nổi lên này, sau này chúng tôi có nước mã 3 tấn 4 lên là gục luôn anh em, gục luôn. Đấy, ra đây đi kệ thôi, ra đây mình treo sĩ được không, hay mình ném ngựa lên kệ treo sĩ thì họ chiếu tướng, họ chiếu tướng mình thượng, họ giật chiếu mình thuộc vào tốt đây là cục rồi đúng không, mình thường mình cứ xuống tốt kệ hay lao người lên họ chiếu ăn ngựa đúng không. Ê, kệ thôi cứ xuống tốt thôi. Đánh cờ kỳ lạ thật. Đúng anh em, xuất tướng là xe pháo, bây giờ mình mà treo sĩ mình xuất tướng là người sẽ bị xe pháo tốt người ta đánh anh em, sẽ bị xe pháo tốt. Ôi ông đánh như này chết với chúng tôi rồi, ông đánh như này thì chết với chúng tôi rồi, chết với chúng tôi rồi anh em ơi, chịu được cái. Bây giờ mình treo sĩ lên đúng không, treo sĩ lên ném đây họ rút họ bắt, ném lên đây họ rút 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 họ bắt 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 mã đều treo sĩ lên này. Họ đâm chiếu này mình thượng này. Họ giật chiếu mình thuộc họ vào tốt vào tốt thì mình sao mình đỡ được nhỉ, nghe có đều không, chỗ này khó quá nhỉ. Hay thôi mình giật 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 xe về đây thôi. Họ chiếu tướng về sĩ, họ ăn sĩ chiếu thụ thụ chiếu vào tốt. Dễ đi quá anh em. Hình này đi mất rồi. Ván này mình tham thắng quá. Tham thắng quá anh em. Một bước mã nữa mình lên mình oánh nọ chết nhỉ, nhỉ anh em nhỉ, đúng không, đúng không, vào đây mình thua rồi anh em, không kịp lao ngựa lên mình đấu chứ, năm thứ sáu họ cũng đánh thế thôi, khác với nhau đâu đúng không, mình họ bị họ đâm mà giật một là mình chết, cái chỗ này mình tham thắng. Vâng, như vậy là leo danh kết thúc tại đây đây, xin thua thôi anh em. Đấy, ván này thực ra là hòa thôi nhưng mình tham tham thắng rồi anh em nhé. Buổi live stream kết thúc tại đây, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em bạn bè gần gần xa đã ủng hộ bình luận viên cà phê và đã có những lời khen ngợi. Và tôi mong rằng những cái chia sẻ của tôi sẽ giúp đỡ anh em khi thăng tiến anh em nhá. Bye bye anh em nhá. Hẹn anh em vào thứ sáu là chuyển sang chuyên đề mới anh em nhá.